Nhân sự về anh Cường cũng có cơ hội tham gia một vài dự án trong này, Tower với lại gì Ready Player One. Thực ra thì có nhiều ở trên dự án mà mấy anh tham gia thì cũng khá là nhiều. Anh rất tiếc là chỉ có thể share cho các bạn hai cái clip nó đã có phát hành ở trên YouTube. Đó, có nhiều cái nó mang tính bảo mật cho nên không thể chia sẻ cho các bạn được. Ok, đến cái vừa rồi là mình nói qua về cái trải nghiệm của anh em mình trong nghề đâu đó khoảng từ mười mấy năm. Nên là không biết là cái cơ duyên mà nó dẫn tới cái con đường artist của hai anh sao ta? Anh trước đi. Và thứ ba đấy, mình bảo với mình là đi theo ngành kiến trúc xây dựng à, nhưng mà kiểu là mình thi không nào, cho nên là không được thấy vô 3D nó giống như là cái đường cùng của mình hết sự lựa chọn vô 3D à, và tự nhiên là thất lý tới bây giờ. Còn ra còn về tấm á, trước đây là làm mạng 2D thì sau khi mình học ra tình cảm vào trong mạng 2D là làm tình là mấy cái player là mấy cái trang web, mấy cái hồ sơ, mấy cái banner trang web đó làm nem kèm là tuổi á, nhưng mà thấy là các bạn 2D nó không hợp lắm thì anh mới nghỉ 6 tháng. Anh nghỉ không 6 tháng tại vì sau 6 tháng anh có việc chứ anh nghỉ luôn, anh không có tìm việc. Thì trong khoảng thời gian đó bạn nó mới gửi cho anh khoản tiền của tiền dùng, trong đó có Spark. Thì Spark có tiền vô để làm cho đi cho 3D. Bây giờ vô thì thấy học tiếng Anh anh làm thì chỉ duy nó là vậy chứ nó không có một nghề tìm 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 đôi khi vậy ha, đôi khi nó vậy cái nghề nó tìm mình. Thì khi mà anh mới vô á thì các bạn là không biết chạy quê là gì, biết quê là gì, mô đồ thì chỉ có bevel này nọ ở đó học phần mặt chứ chưa đụng với ai. Rồi là lúc quê thì là quê ô tô, thi đồ mô tô tích khẩu tố thấy vô nhiều khi nó chán cũng biết sao thưởng đó là lúc mà anh mới vô sạc. Mọi người phải biết là anh hỏi vô Photoshop mà chị xin mới là anh phải nhích cái anh vẽ cái hình anh nhích lên một chút chút để anh tránh xin bằng Photoshop nhích bên này cái sale hình khổ quá thì đó là giải quyết một chuyện đó lúc mình mới vô chưa biết chuyện. Hôm nay có ai không có cái xuất thân từ app không, tức là từ phần 2D không, cho đây có ai không? Đa số anh thấy đa số tức là thực ra cái ngành nghề của anh em mình cái cơ duyên nó dẫn tới ví dụ như là anh với lại anh Huân thì có một cái chút cái sự may mắn đó là mình cũng tiếp cận 2D từ trước đó đúng không, chứ còn nhiều người thì họ không, ví dụ như anh Thanh hoặc là có nhiều artist, có nhiều 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 anh chị mà anh Cường có cơ hội hợp tác họ đi cho tới bây giờ và phát triển rất là mạnh, nhưng mà họ rất tiếc là không có cái xuất phát điểm là 2D, không có các xuất phát điểm từ 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 nền tảng. Nhưng mà cái công việc của mình nó vậy, tức là mình hoàn toàn có thể bù đắp được cái điều đó đúng không, mình hoàn toàn có thể nếu mà mình nỗ lực mình cố gắng hoàn toàn có thể. Thực ra cái công việc của mình nó đòi hỏi cái điều đó, kể cả như anh em mình giả dụ như là mình có tiếp cận về nền tảng trước đó mà mình không có update, mình không có cập nhật thì cũng khác thì cũng thua. Nói chung là nó 2D hay 3D gì đó nó thì bạn đó thấy các bạn cảm nhận cái ạc đó, các bạn cảm nhận cái đẹp với cái xấu đó, thì là vẫn đi bạn đó. Chỉ có cái là trải nghiệm cái skill mà trải nghiệm khác nhau không chịu là còn còn vừa rồi là cái cơ duyên mà anh em mình vào nghề vào vào lựa chọn cái con đường này, chứ còn cái cơ duyên mà mình dẫn lối tới cái những dự án làm phim thì sao? thì mình nghĩ là lần xưa mình vô thì sếp giao việc mình có nhưng mà mình nghĩ là cái bay của mình nó có một cái gì đó về ví dụ sếp mình cho mình nó làm cái tiền thì tại vì lúc trước portfolio của mình đã làm phim về marketing là xem cơ hội thực tế thì tên độ đợt là phim nó cần những người giống như vậy may mắn thì có cái sự may mắn trong đó. Anh bổ sung thêm một chút xíu nữa, tức là cái sự may mắn nó có chứ, không chỉ là con đường này đâu, sau này các bạn sẽ thấy, nhưng mà mình cũng phải có một cái yếu tố, một cái tố chất nào đó mà ở phía như là ban quản lý họ họ cảm thấy là à, anh này phù hợp đi con đường đó thì họ cũng sẽ có những cái sự sắp xếp điều hướng nhất định để đi con đường đó. Và anh Hoàng sao?
Cũng như vậy thôi, tại vì anh với Thanh là vô chung cùng trời thì cái gặp đó là cũng quyết á, quyết là cái mới vô thì là không nắm gì phim, mới hỏi là anh làm phim không. Okay. Thì những giao chúng ta sẽ làm bắt đầu làm điểm đấy là cũng là có phần anh lắm. Nhưng lúc xưa là không có chia ra, không có chia ra là phim game hay có thứ gì anh cũng sợ làm tất cả được. Không biết thì mình làm được cái phim rồi cái sẽ đầu anh thấy ok. Hồi xưa thì mình nó giống như là tạo động để làm ra cái gì thì làm cái đó có thể làm được họ đổ cho làm cái phim đấy đi. Tính ra như vậy thì nó không thoải mái đúng không, tính ra anh em mình phải đón vô tư à, giao cho anh gì là làm cái đó. Chứ còn bây giờ các bạn thì các bạn cũng anh đôi khi anh hướng dẫn các bạn, anh thấy các bạn cũng hơi kén chọn. Hơi kén chọn tức là tôi muốn làm về character, tôi muốn làm về hack space, hay là ở trong hack space tôi phải làm vũ khí hoặc là làm tăng hay là tàu bay, nhiều khi như vậy. Thế thực ra anh nghĩ đặc biệt là ở cái giai đoạn mà nó cũng hơi khủng hoảng, hơi phức tạp như thế này thì cũng không nên quá kén chọn. Đó, những bạn mà các em đang có xây dựng CV, xây dựng portfolio, xây dựng cái profile của mình thì các không cần phải kén chọn quá, có cái cơ hội để mà vào việc rồi dần dần biết đâu cơ duyên nó dẫn lối tới đúng cái con đường mà mình cảm thấy là mình phù hợp, cái năng lực của mình đáp ứng được với phim, như vậy nó lại hay hơn. Tất nhiên cái này nó chỉ là cái quan điểm cá nhân thôi, nhưng anh nghĩ các bạn cũng nên cân nhắc, cũng nên tham khảo. Rồi xưa anh em mình vô thì có cái công việc làm là mừng rồi, là vui rồi. Nhiều khi là thấy là cái mà các bạn thích, tất nhiên là các bạn thích thì các bạn sẽ làm tốt hơn, cái cơ hội, cái phần trăm là tốt hơn, nhiều hơn, các bạn cố gắng hơn. Nhưng mà cũng có cái là chưa chắc là các bạn thích thì sẽ làm tốt. Mình thấy nó đẹp, mà từ lúc xong các bạn quay luôn là sự nghiệp sẽ ra. Thì mình cứ thử đi, các bạn còn trẻ, mình còn nhiều cơ hội, nhiều cửa để các bạn đi, mình cứ thử, các bạn tự hành, tự tình làm kia. Nhiều khi cái mà các bạn cũng phải phân biệt là cái mình thích và cái mình làm được. Thì cái mình thích làm thế, nếu mà làm được tự nhiên mình sẽ thấy mình hạnh. Nhưng mà ngược lại, ví dụ một cái mà các bạn làm được thì các bạn sẽ thích lắm, các bạn sẽ thích lâu đẹp. Ví dụ bạn chạy được thành công đó, từ đó bạn làm được hay là tôi rất là kim, hay là tôi rất là sống. Nhưng mà tự nhiên tôi qua tôi làm nhân vật từ tôi thấy thích hơn, và những lần sau này tôi cũng còn làm. Đó là kinh nghiệm riêng của cái thân anh, tưởng thăm đó, thẩm trù như vậy. Vì các bạn đó là mình. Nó cũng có một cái hay là như thế này, này, tức là đôi khi chúng ta đi con đường mà chúng ta nghĩ là có thể sẽ không phải là cái con đường dài của mình, có thể là chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ không có phù hợp, nên tự nhiên mình đi vô con đường đấy, tự nhiên mình thấy nó hay. Đôi khi mình ngồi mình trải nghiệm những cái dự án đó, tự nhiên mình lại thấy nó hay. Đó là đúng cái câu chuyện của anh Cường hồi xưa. Nhiều khi họ giao cho mình, ngay cả khi mà anh có cái cơ hội vô tham gia dự án làm phim nhé, anh cũng không nghĩ là mình sẽ đi lâu dài nữa. Chính là thật sự anh ngồi trong sư bạc thì những cái dự án làm phim là nhiều hơn so với lại game. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ gắn bó lâu dài, thậm chí cũng có cái giai đoạn đầu mình cũng có cái ý định là sẽ xin chuyển team, chuyển nhóm. Nhưng mà mình có cơ hội mình đi sâu hơn, mình có cơ hội mình làm việc với lại những cái quy trình, với lại những cái chất lượng, với lại những cái con người đó, và tự nhiên dần mình cảm thấy nó cũng hay, cảm thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Và đó là lý do nó giữ chân mình lại, giữ chân mình lại. Thế này cũng không phải kén chọn, mình có cái cơ hội của mình nên lắm. Còn nếu thực sự các bạn muốn vào những cái dự án làm phim của Spark thì này, đối với lại những bạn trẻ, những bạn mới này, hay có lời khuyên gì? Anh Khanh nói qua về cái quy trình này, nếu mà các bạn muốn apply vô đi, ví dụ như các bạn sẽ chuẩn bị profile như thế nào, hay là có kinh nghiệm gì khi mà test hay phỏng vấn gì không? Em nghĩ được phỏng vấn thì chắc là luôn sẽ lắm. Tại hôm nay câu hỏi đầu là giống như là kinh nghiệm, nhưng nó là tuyển dụng á. Anh cũng biết chút, tại vì anh cũng có đi tuyển dụng, nhưng mà anh đang muốn chuyên thì làm ở tuyển dụng, không biết họ chuyên vô thì sẽ được tạo được hơn. Nhưng mà thì các bạn là portfolio thì nếu mà tuyển về làm phim mà về sẽ có hai phần là character với lại là phần environment. Environment là tất cả mọi thứ của environment, draft với lại về mặt cứng rồi đó.
thì portfolio của bạn thì phải, tất nhiên là bạn có những cái như vậy rồi, là những cái đồ vật hoặc cứng, ví dụ như xe, cổ, vàng, ghế, cổ hay bất cứ cái gì đó. Và nó có cái thứ hai nữa, environment về những cái organic, ví dụ như là cây cỏ, hoa lá, cành gì đó, nhưng cái đó cũng tích. Thì cái đó là một cái mảng khác nữa, chủ yếu là về vật cứng thôi. Portfolio phải có nhiều những cái đó, có thể hiện được mà mình làm được cái đó. Rồi là như có các bạn test để các bạn test vẽ tay, nhưng mà cái đó không phải là test để các bạn là vẽ ra khối giống như là vẽ tượng đâu, vẽ ra khối này đâu, mà chủ yếu là cho các bạn cân được cái tỷ lệ cao thấp, các bạn nhìn được và nó không bị sai. Ví dụ mình vẽ cái hình dung nó phải ra hình dung, mình vẽ cái hình dung nó ra hình tan là hình kỳ không, nó phải là khối cảnh, là nó không như 2D, 2D là hai đặt trên một thứ mặt xong. Còn mà mình dễ có cảnh thì nó phải khác, nó phải nhìn vô ví dụ cảnh bị 3D nhưng nó cũng đòi học là cái skill của 2D là mình phải nhìn được để mà mình trả lời sau này nếu là làm việc á, người ta chỉ cho các bạn đâu đó một tấm hình góc á, các bạn phải tự tưởng tượng ra, nhìn ví dụ mình cho thành một cái màn hình đi, các bạn nhìn màn hình dễ rồi. Ví dụ bây giờ phải màn hình mà cái tạo hình chuẩn mà nó rất nhỏ được, rất là nhiều con người ta nhìn mình để biết là ok nó cao lắm sao tỷ lệ như thế nào, thì cái skill vậy đó, cái skill một căn là tỷ lệ nhỏ rồi. Khi mà mọi người có được những cái đó rồi, những cái mà cần biết để vẽ đó, nhưng cái phim á thì đừng làm cái lưới, đã phải có một cái cấu trúc tập lên và lưới của cái phim các cái phim của lưới và nghe thì có lẽ là trên gò đáng ghét mà phim nó sẽ chỉ được đứng ngoài là lưới bốn em lưới bốn. Anh bổ sung thêm một chút xíu nữa ở cái phần bài test, tức là như anh Huân nói á, một trong những cái lý do mà khi mà họ đưa những cái bài test, thực ra thì hầu như là các studio họ tuyển dụng vào 3D artist họ cũng có test cái phần 2D đó, không là cái đề này cũng là cái đề kia. Anh nói ví dụ như là của một số công ty họ sẽ yêu cầu các em làm cái bài texture vẽ nâng cấp độ phân giải texture ví dụ vậy. Đó. Còn đối với lại cái bài test này, ví dụ như là yêu cầu các em vẽ một cái con xe chẳng hạn đi, thì nó cần phải có gì? Nó cần phải có bố cục tương quan tỷ lệ như anh Vân nói, hay là cái dấu ấn về phần phối cảnh. Hả? Thực ra cái lý do mà để họ test cái đó, nếu mà mình có được cái phần kiến thức đó, thì cái tư duy hình khối của mình sau này khi mà mình dựng những cái đồ vật tàu bay hay là những cái vật dụng như thế này thì sẽ rất là tốt. Và nếu mà bạn mà có cái lợi thế như vậy thì sau này vô họ cũng dễ cho nên dễ đào tạo. Tức là mỗi công ty khi mà họ đưa ra cái đề test 2D như vậy nó có cái lý do, chứ không phải là sau này chúng ta vô rồi chúng ta làm công việc làm 2D, không phải chúng ta vô rồi chúng ta vẫn làm 3D. Đây là 3D đó là đề giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn. Nhiều khi các bạn mới đi con đường này, các bạn rất hay thắc vân vân là tại sao tôi vô tôi làm 3D mà cứ phải đi test rồi hỏi về phần kiến thức 2D. Nó hỗ trợ rất nhiều các bạn. Ok. Thế thì nói về nhân tiện mình nói về cái sự khác biệt về lưới của game hay là phim. Ngoài ra nó còn có những khác biệt cơ bản nào khác không? Về game hay về phim? Như vừa rồi thì mình nói về cái tổ chức lưới trong game á, cái thử thách về phần tối ưu rất lớn, đúng không? Cho nên nó có thể có lưới ba. Tức là cái bề mặt được cấu thành bởi ba cạnh. Nhưng mà thường ở trong phim thì họ sẽ yêu cầu chúng ta là làm lưới khoác như anh chia sẻ, đó là lưới 4 nha. Thường trong phim như vậy, nó không có cái thử thách quá lớn về phần tối ưu, nhưng mà lưới phải hợp lý, lưới hợp lý là phải đẹp. Thế thì ngoài lưới ra thì nó có sự khác biệt gì khác đặc trưng khác không? Cái lưới thì anh nói rồi, còn cái phần xùy là nói chung là ở về game á, nó sẽ có nhiều cái thể loại, cái style khác nhau, style like có semi real gì đó vân vân. Thì thường là làm phim á thì mình sẽ theo cái style là thật không chỉ mà hoặc là đây giả tưởng, nhưng mà nó cũng lấy từ cái đồ thật xuống. Trừ các bạn làm phim hoạt hình á, thì lâu cũng có phim hoạt hình, nhưng mà phim hoạt hình là nó có cái khác rồi, nó là phim cũng như phim mình xem gì rồi. Còn game thì style là nhiều hơn, vì cái mà cái cảm được cái style của một dự án cũng quan trọng lắm.
thì các bạn ba cô các bạn làm các bạn phải biết là nó theo cái style gì các bạn học theo. Ví dụ như bây giờ mình làm cái style mình hình đi mấy ví dụ cái ghế nó cũng vuông có nói là con người nó không có như bình thường dù siêu nhân nhưng ở trên rất to như là đơn giản kinh mà đó là một style. Còn phim thì có ví dụ phim thì style nó thấy hơn xe nó sẽ được cũng tinh thường thì style cũng mình cái quan trọng và cái đặc trạng và có cái đó là rõ ràng nha. Còn đối với những cái mà không rõ ràng ví dụ là chỉ khác một chút xíu rồi cái size nó khác một chút xíu rồi thì cái đó các bạn cũng phải nên để ý đó. Thì khi mà mình đi xem phim hay là đi nghe gì đó người bình thường mình chơi thôi mình đi chơi rồi ai nhưng mà cái mà các bạn làm cái ngành này mình để ý phải kiểu gì mình nhìn sâu hơn chút xíu cái phim này nó có cái kiểu như thế nào đồ vật nó có bị dơ thì có đủ là sao đồ vật nó mới mình tự làm sao mình sơ sơ để ý sâu hơn chút xíu lúc các bạn chơi game mà bạn xem phim ở cái style khác nhau chút xíu hơn là cái khá nhiều rồi phim về cái phần mà tối ưu thì cũng nhiều cái lắm trong giờ mình chỉ có lưới không đâu mà ngay cả mặt trời ngay cả UV cả mọi thứ luôn nó làm cho đẹp nhất có thể mà nhẹ nhất có thể để các bạn thì game tại bây giờ càng ngày nó càng làm tăng càng nhiều hơn thì càng ngày với đòi hỏi cái tối ưu nhiều hơn thì đó là cái gái mà phải cứ nhìn ra thì còn cao sâu nhưng mà việc nhiều thứ nữa là như vậy. Anh Thanh muốn bổ sung gì không? Nói chung nó có một số những cái sự khác biệt đặc trưng như anh nói là để đi sâu vào thì nó còn nhiều lắm kể cả về công cụ quy trình phương pháp nhiều thứ đúng không? Nhưng mà cái sự khác biệt đặc trưng mà các bạn có thể thấy đó là một bên thì nó sẽ đòi hỏi cái sự tối ưu rất là lớn tại vì các em chơi trên mobile chơi trên điện thoại mà chơi một cái game mà nó giật nó lắc là thua đấy không? Cái cả bên phim thì cái cơ chế render của nó thì về cơ bản nó sẽ khác nhưng mà nó sẽ đòi hỏi cái chất lượng rất là cao. Như anh Huân nói nếu mà đi theo hướng là real thì nó phải thực sự real. Giờ mà các em làm mà nó có sạc mà lên một cái màn hình chiếu rạp nó lớn như vậy, thấy không? Những cái dự án như là Star Wars hay là Avenger thì nó thôi thua. Nhiều khi là nó sẽ kéo nguyên cả cái series đó đi xuống luôn, là kéo nguyên cả cái tên tuổi của nó đi xuống luôn. Đó chẳng là kỹ lắm. Ngày xưa anh Cường với anh Thanh cũng anh với anh Huân với anh Thanh cũng có cơ hội tham gia một số những dự án chung. Hồi đó là mình đầu tiên là mình làm gì ta? Warcraft hả ta? Warcraft là ai có làm không? Sau đó là Star Wars là mình làm đó là vũ khí. Đúng rồi, Warcraft là vũ khí. Không sao đâu, cái đấy ra lâu lắm rồi mà mình chia sẻ. Ninja Rùa cũng chung đúng rồi. Làm kinh lắm các bạn. Làm rất khi anh nhớ là cái hồi đó đối với lại Ninja Rùa là cũng là một trong những cái dự án đầu tiên mà anh tham gia thì anh nhớ là làm hai cũng có chừng hai bạn sẽ làm chung một cái tòa nhà ở quảng trường thời đại á chỗ quảng trường New York á chỗ em nghe Times Square nhỉ đó và làm chung và làm rất là kỹ các bạn làm rất là kỹ mặc dù là vô trong phim nó có mình thấy nó mặc đúng không nó lơ những khi mình không thể nhìn thấy được đó nhưng mà từng cái con ốc từng cái ấy vết dơ, vết xước, vết rỉ gì đó trên cái con ốc đó người ta cũng phải yêu cầu mình làm thật là kỹ nhưng mà vô trong đâu nhìn phải đâu có nhìn nó đòi mà mình phải chân thật, cỡ đòi kể trước, thấy không là chuyện khác các bạn hay cho anh hỏi lại là các bạn ví dụ nãy giờ tụi anh nói là game nó rất cực, rất nhẹ phim cũng là lý do tại sao? Tôi phải thử lý do tại sao? Mình có quà luôn thì có có thế nào trả lời tốt thì anh sẽ tặng cho một cái bài tập về chị đi thì cũng đúng rồi đó em đúng rồi đó còn ngày nào đó không thì em cũng thấy là vì game thì nó phải tối ưu cái lượng game còn về chứ thì nó cho cái nhận là vì cái đa chiếu là bằng máy của nhà chứ không phải là bằng cái nét được đúng rồi. Nó anh bổ sung thêm một chút xíu. Nó là thuộc dạng cái sự khác biệt về cơ chế render các bạn. Các em hiểu nôm na nó giống như kiểu là game nhiều khi các em chơi một cái bộ game như là
Fortnite hay là LOL chẳng hạn. Khi em chơi cái là ví dụ như là cái camera tới đâu thì nó sẽ generate, nó sẽ gen ra mấy cái đối tượng, phải không? Nhà cửa, cây cối, bối cảnh, nhân vật, rồi nó hiệu ứng gì đó các thứ. Thì khi mà nó loạt động như vậy thì nó sẽ nặng, nó sẽ dở lắm. Tất nhiên là mỗi cái game họ sẽ viết theo một cái kiểu, có thể nó sẽ là cái dạng loạt khác nhau. Có game thì camera tới, bắt sắp sửa tới thì nó mới loạt cái đó ra. Còn có game thì nó sẽ tính toán để nó loạt ra trước đó. Thì nếu mà nó loạt được ra trước đó thì nó đi tới thì nó cũng nó sẽ nhẹ hơn. Nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà trước đó có thể nó tính thật. Thế giờ, nói chung là họ sẽ phải tính toán cái thời điểm mà nó loạt ra như vậy á, là cái thời điểm mà cũng gần cái thời điểm mà các em đang chơi thì mình có thể gọi là real time. Thì nó sẽ nó nếu mà tính toán không tốt thì nó sẽ dần lắm. Còn đối với phim thì lại là câu chuyện khác. À, nhưng mà không đồng nghĩa với cái việc là phim không tối ưu, đúng không anh? Đúng rồi. Đó phải tối ưu chứ mà bạn. Chơi thì cứ thế. Nhưng là phim là pre-render, còn game là đúng sao? Thì mà từ đó pre-render là render trước, lại cho đạt được má sức mạnh của render sau tôi đã tâm tiếp tìm nhiều mình làm vậy. Tôi không thể nào tương chiếu nó cũng vậy. Hay là tôi làm cái gì chi tiết xong tôi chiếu nó cũng như đó. Ví dụ phim dài nó chỉ tính độ dài, phim nó nặng hơi thôi, hoặc là độ nó giải thôi. Ví dụ độ giải như vậy thì bây giờ anh làm ngàn chiếc xe, tỷ chiếc xe trong đó nó vẫn như vậy, để mình render chỉ cần cái máy render nó không được máy chiếu nó mà ok. Game khác một chiếc xe, cái máy của bạn chơi 10 chiếc xe, ngàn chiếc xe đi, tỷ chiếc xe đi, máy bạn đứng luôn. Thì đó ví dụ như cái game cơ chế này là xe bây giờ tao sẽ có xe luôn, tao sẽ lên rất là nhiều xe, cho nên là xe bắt buộc là cái làm gì nghèo cho tao nhiều. Sau này thì những cái tên show của mình, những cái máy game ấy, nó mạnh hơn, nhưng mà nó cũng sẽ mạnh tới mức độ nào đó thôi. Tại vì mỗi tên show nó chơi rất là nhiều game của nhiều hãng khác nhau, thì người ta phải có một cái chung, chứ không phải là mình làm sao cũng được. Là bạn có làm sao mình có lan ai, mình có các bạn coi cái game gì nó không công á, rất đẹp luôn, thứ rất nhiều luôn, còn mà người ta vẫn phải có một cái chuyện nào đó thì nó khác với phim thử. Nó đen là được tặng mình tặng. Anh bổ sung thêm một chút xíu nữa, nói vậy cũng không đồng nghĩa với cái việc là game, ví dụ như phim vừa rồi các em nói nó hướng tới cái chất lượng, nhưng mà không đồng nghĩa với cái việc là game nó không chất lượng. Nó phải chất lượng chứ, nó phải chất lượng chứ, đó. Nhưng mà nó chất lượng, nhưng mà cái thử chẳng qua là cái thử thách về phần tối ưu nó sẽ lớn hơn so với phim thôi. Đó, phim thôi, mình hiểu cái đặc trưng như vậy. Còn game nó chất lượng thì nó chất lượng theo kiểu của game, đúng không? Chất lượng theo kiểu của game. Ví dụ như bây giờ mình cứ cho là nó giải quyết được cái bài toán tối ưu đi, nhưng mà nếu như mà mình đưa những cái mà mình như ở ngoài đời thực này, mình đưa vào trong game, thực ra đôi khi các em chơi các em lại không có cái trải nghiệm tốt bằng cái style như là người ta đang đi hiện tại. Các em hiểu ý không? À, tức là nhiều khi các em làm thật y như vậy ở trong game nhưng mà chưa chắc nhá. Tại vì khi mà đưa ra một cái game á, để có thể truyền tải được cái nội dung của cái game đó, nó phải lựa chọn được cái hình thức hợp lý, lựa chọn được cái phong cách ảnh hợp lý. Cho nên là đối với lại những cái game mà theo kiểu dành cho thiếu nhi chơi, cartoon rồi các thứ, thì cái phong cách ảnh cartoon đó nó sẽ hợp lý với cái nội dung đó, phải không? À, cho nên là nó sẽ đẹp theo cái kiểu của nó, phải không? Chứ không phải là game thì nó sẽ không hướng tới cái tính thẩm mỹ, nó không phải thế. Rồi ok, thế thì xuyên suốt cái quá trình mà làm phim đâu đó khoảng cái trình trên dưới chục năm của anh em mình, có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Có khó khăn hay thử thách nào đáng nhớ không? Và cách vượt qua nó là gì? Có những cái làm gì chứ, thì có những cái phương pháp, ví dụ như mình làm có những cái xe phẩm bị đầu tê, mình bỏ một chuyện quên rõ ràng để mình làm, có thể bán xe của mình làm đó. Có thể gửi tính sách như vậy, nhưng mà có những cái quả xếp thì trong hai đêm tại đây không có, thì mình đã phát triển lên rất là nhiều. Và cái sự tác lý của mình thì lại đã có sự sáng tạo, nhưng mà mình phải sáng tạo sau đó cũng trong cái khuôn khổ nó không theo cái quy luật của cái thì bạn đó style đó, thì bạn không thể nào mà bạn lấy một cái tàu của một cái chiếc xe của em đúc ép với cái tăng bọt như tại vì ai cũng một cái xét khác nhau, cho nên nó là cái khó khăn của mình cảm được cái style
có khi là phải loại đó. Không, cái lúc mà đi ý tưởng thì hồi xưa nó không giống như vậy, không có quá nhiều người hướng dẫn. Thế lúc mà đi ý tưởng là trong hai và ba ngày có một chuyện thì nắm nó, mình mua đồ tới cái mức như vậy, mình nắm nó không biết làm gì tiếp theo. Còn thật sự là gọi là bế tắc luôn. Nhưng mà sau đó cái thời gian mà mình tìm hiểu của mình lên mạng cũng rồi, có khi tìm hiểu thêm về cái phim đó thì cũng nghe được cả những hướng đi của mình. Sau đó là tôi nói tình dục và làm nhiều như vậy, nhiều lần như vậy thì đã cảm thấy tốt hơn, để nó làm trong hai những phòng tay của em. Cái bóng trẻ cái thân cái thứ chất lượng càng về sau nó càng hiệu quả hơn, càng tốt. Đó là mặc dù là ở trong một cái công ty làm về gia công, nhưng mà cái yếu tố sáng tạo đây là rất là mạnh, rất là mạnh, đúng không? Tức là cái dữ liệu của những cái thông tin mà khách hàng họ cung cấp cho chúng ta đôi khi nó không đầy đủ, nó không đầy đủ. Đó là vì nhiều lý do. Cái này không phải là chê trách khách hàng, nhưng mà nó có nhiều cái lý do cho cái việc đó các em. Sau này các bạn sẽ nhận ra nó có nhiều lý do. Thế thì nếu mà nó rơi vào cái thử thách đó, thực ra nhá, có những cái trường hợp, có những bạn mà anh thấy là khi mà các bạn đón nhận cái thử thách đó thì các bạn thường có những cái phản ứng tiêu cực. Nhưng thực ra để trao cho em, để giao cho em một cái thử thách như vậy là em đang được đặt một cái niềm tin rất là lớn, thì mới giao cái thử thách đó. Chứ không người giao cho mấy ông làm sao là ông không làm được đâu, không làm được đâu. Thế thì để có thể đáp ứng được trong khi nó không có, tức là ở trong cái concept đó, ở trong cái đó nó không có cái thông tin, ví dụ là một con tàu hay là con xe như anh Thanh nói, phần phía sau đó nó không nhìn thấy thì sao? Thì phải xào nấu chế biến như thế nào đó để mà đủ sức thuyết phục người xem, đủ sức thuyết phục người khách hàng hay là người khán giả, người ta xem và người ta thấy ok, wow. Nhưng mà phần đó nó là cái thử thách mà sau này anh nghĩ là các bạn sẽ gặp thôi. Các bạn cho dù có ở trong công ty gia công là sáng tạo thì sẽ được. Chắc chắn là sẽ được. Anh Hoàng sao? Sau này mình muốn tập làm về phim, nhưng mà cái được thấm thực mình sẽ ngày đó có việc tập phim và các hàng cứ cho cái là cho hình và không cho scan, và ok muốn scan cứ làm cái hình đó, thì làm xong hết mọi thứ mới bắt đầu bị scan luôn. Cái quá luôn sai đi lại mặt trước thì đây đúng nha, sau cầu sẽ đi được cái gì đã có của bạn thì là cái quan trọng. Mặt trước thì dù nhưng mà sao tải vô luôn chạy tè le nó trên đường lá đó là cái thử thách đó, lại thì ban đầu bạn tranh được thì là nó đúng, thì lúc sau mà lỡ những cái trường hợp nó xảy ra thì nó cái hạng của mình thì không thể nào nó cái tâm làm cũng như những cái hết vậy đó, hãy là phải làm cho xong. Thì ban đầu mình tranh thì là không thể lúc sau thì đỡ hơn cái gì cái dù bạn phải bình thường đó là cái thứ tập còn vài cái nữa là cái làm lên xét nó khá là lâu, mình bỏ thời gian khá là nhiều. Trên con cái ví dụ của con clip thế này mà xong thấy không đây, và nó chỉ thấy như ra trong phim thôi. À, cái mà, nhưng mà anh lúc đó là anh coi phim xong là à, nhưng mà tao người ta bắt rất kỹ à, đó cũng là cái kinh nghiệm là mấy cái tháng sự phải làm tất cả mọi thứ đi phải kỹ dùng nó kỹ. Còn nhiều cái sách mà anh Thanh với Tường làm thì rất là lâu mà cũng kỹ nghe nha. Cái này có một cái phim là Star Wars hoàn chỉnh thì cái mà nhân vật là mời giảng nó ở đây sang nó giống như trận đấu thì ở ngoài giảng mà nó bị ở ngoài đó lâu ngày trên nó sẽ có những cái nhưng mà đầu lại ở trên phần top cũng như là tung chi rồi đó tung chi mà nhưng mấy lần chi điểm cuối cùng là các thằng yêu đầu mình thể hiện cái đó vào trong trong cái ảnh chính của mình.
bên khi nó nằm một chút ta đã không nghe thấy trong là đôi khi nó có gì đấy thì có sự lơ là mấy cái có cái sương mù rồi đó thì nó sẽ che đó mà lơ thành quát toàn bể mấy cái này giống như mình truyền được phần cảm ứng rồi à, các bạn phải tập cái tính mình là tính kỹ để dành cho mọi thứ luôn kỹ sẽ là vậy đó. Nên nói về cái dù mà làm xong rồi vô trong phim thì thấy rất là mờ. Thật ra là có cái mà mình làm á, nhưng không thấy trong phim luôn. Đúng không? Nó có những cái mà mình làm rất là nhiều luôn, đầu tư rất là nhiều tâm huyết thời gian luôn, khách hàng họ bắt rất là chặt luôn nhưng mà không thấy trên phim. Không thấy trên phim. Thì nó là chuyện bình thường thôi, cũng giống như kiểu là diễn viên nhiều khi họ đóng em. Họ đóng rất là nhiều cảnh luôn nhưng mà đâu cũng có trong đó đâu. Tại vì sao? Tại vì người ta còn cắt người ta dựng nữa chứ. Cái nào người ta cảm thấy thường người ta dẹp đi. Hiểu không? Nhưng mà cái dẹp đó đi á, đôi nó khi nó phụ thuộc vào cái nội dung, cái sự điều chỉnh điều hướng nhất định đối với lại cái người biên kịch hay là cái người đạo diễn đó. Hiểu không? Nhưng cái này nó còn sẽ còn có một cái trường hợp nữa. Đó là mặc dù ông nỗ lực, ông cố gắng, ông đầu tư tâm huyết cho nó nhiều đi chăng nữa nhưng mà cái chất lượng trả về nó kém chất lượng. Thì không đưa vô. Còn lại. Làm cái chuyện bình thường thôi. Có nghĩa là cái mình làm tuy là nó không có đẹp nhưng có những trường hợp và nó không nhìn rõ nhưng mà nó thấy đẹp. Quay trở lại cái vụ mà không rõ cần xét một chút xíu, anh cũng có một cái kỷ niệm đó là cái đợt đó cũng là ở trong Star Wars, họ cho làm một cái con model ship, một con tàu mẹ con đó. Họ chỉ có cho mình cái file của một con tàu là con tàu con và họ sẽ yêu cầu là mình làm ra một con tàu mẹ, nhưng mà nó lại không có cái file scan. Hồi nãy các bạn nghe anh Thanh nói cái file scan là tức là đôi khi họ sẽ có một cái mô hình đồ chơi á, kiểu như vậy, tức là họ tạo ra và sau đó họ sẽ scan, họ sẽ quét hoặc người ta quét một cái mô hình ngoài thực tế nào đó là cho mình một cái mô hình 3D đó, mà mình dựa vào cái mô hình 3D đó mình triển khai thành cái con tàu hay là cái con tăng để đưa vào trong phim. Thế thì nếu mà nó có cái file scan đó, nó sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, đó là rất khó để sai tỷ lệ, đúng không? Lưới nó thì không sai được đâu, đúng không? Lưới nó không sai được đâu, nhưng mà mình dựa vào đó thì mình sẽ triển khai cái lưới mới mà nó không có bị sai tỷ lệ, không sai tỷ lệ. Nhưng mà nếu mà nó không có, ví dụ như cái câu chuyện anh Tường vừa kể đó là cũng không có, họ chỉ có một cái hình, anh nhớ hồi đó là cái hình hơi 3/4 top down, từ nhìn từ trên xuống, và họ cho mình một cái file scan của một con tàu con. Họ yêu cầu mình là hãy xào chế ra một con tàu mẹ. Wow, nó là giàn xuân, giàn nàng lắm. Và đó cũng là một trong những cái dự án mà anh gọi là bị trễ deadline. Thế nhưng anh gọi trong Spark thì không bị trễ deadline nhiều đâu, nhưng mà đó là một cái dự án mà bị trễ deadline. Nỗ lực cố gắng rất là nhiều luôn mà vẫn trễ. Thì tất nhiên nó cũng phải có những cái hạn chế nhất định, nhưng mà thông qua những cái dự án kiểu như vậy thì mình cũng sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Thế này rất là nhiều. Đó là cái kỷ niệm, nhưng mà nãy giờ chưa có cái gọi là cái thử thách nào mà nó thực sự lớn mà gây ra nhiều khi gây ra stress trầm cảm gì không? Có không? Nhiều chứ. Nhiều. Làm những cái đó stress mà có những con á nhiều thì nó biết anh với Phan là 3-4 giờ sáng rồi phải về, 3-4 sáng mới được về, 3-4 giờ sáng rồi mới mới bước ra khỏi công ty á. 3-4 giờ sáng là bảo vệ đóng cửa lại, đi bảo vệ lấy ra để lấy xe đi về. Đó là làm ngoài không đúng ý người ta, hoặc là biết không đúng ý người ta cứ gỡ cái bát miếng rất là nhiều. Thì thường là mình vào công ty mình sẽ được hỗ trợ nhiều, nhưng mình không phải là đâu, mình sẽ có team leader, mình sẽ có AD, mình sẽ có nói chung là nhiều người để hỗ trợ các bạn. Thì từ lúc đó thì mình được nhờ sự hỗ trợ của những người cấp cao, người ta hẹn người ta tốt hơn mình, rõ hơn mình, cái hướng đi của mình sẽ tốt hơn, hoặc là người ta có thể để nói chuyện trực tiếp với khách hàng, tỏ chi ý khách hàng như thế nào, cái cấp thì khá nhiều cho nên là giờ biết sao mà trễ nữa. Nhiều khi cũng không biết là sao mà làm xong được cái đó luôn. Một ngày giống như là bỏ nhiều thời gian như làm đó tùy thôi, không phải lúc nào các bạn phải lại lâu lâu hơn dính được mấy anh.
nhân tiện cũng khá hay đấy. Có một lần thế này là làm một cái xe mà nó 242 đi, thì cái đặc điểm riêng đó là mình biết làm cái ô lưới chung vi, thì cái to của mình là 242 đi, nó có nhiều chân nồi, thì mỗi chân nồi là 243 á. Lúc đó là mình phải ở lại đúng 5 giờ sáng thì mình cứ còn leo vậy. Và mình sử dụng là tới 6 cái máy. 6 cái máy? 6 cái máy tấn để mình cứ còn. Có máy mặt trời. Thời gian nó còn rất là lâu. Và lúc đó là mình chỉ suy nghĩ là nếu mà hôm đó có một vấn đề gì đó mà nó hư cái to đó, mình làm lại. Chắc chắn. Stress. Anh bổ sung thêm một chút xíu về Udim nhé các em. Chưa có một số, nếu mà các bạn nào mới mà các em chưa biết Udim thì Udim là gì, tức là ở trong một cái model dành cho game đi, đôi khi là một con tăng luôn lớn ở trong game thì nhỏ cũng sẽ sử dụng một UV thôi. Các em hiểu nôm na ở đây nó là một cái tấm hình người ta vẽ và người ta gán cái tấm hình đó cho cái xe đó để nó có màu sắc, nó có hình ảnh hoa văn gì lên trên cái xe đó. Thế thì ở trong những cái dự án làm phim thì cái số lượng UDIM đó, cái số lượng cái tấm hình đó, số lượng channel đó có thể nó tăng lên tới 200-300, tức là vô cùng lớn. Mà thậm chí là 200-300 cái UDIM đó nó còn phải là cái chất lượng là 4K, và mỗi cái UDIM đó thì nó sẽ có nhiều cái map, mỗi cái map đó nó sẽ mang lại một cái vai trò riêng. Ví dụ như là nó có cái tấm để thể hiện màu sắc, có cái tấm thể hiện độ bóng, độ nhám, hay có cái tấm để thể hiện cái chất liệu phát sáng hay gì đó chẳng hạn, nó nhiều em. Thậm chí ví dụ như là các em học như bình thường thì các em đâu đó khoảng chừng 4-5 tập, nhưng mà trong phim có khi nhiều hơn nhé, trong phim có khi là nhiều hơn, có nghĩa là nó vô cùng nặng. Anh nói máy của bạc đâu có yếu đâu, nó phải sử dụng 6 máy để mà export phim, nó lớn. Anh cũng có cơ hội ngồi vào mấy cái dự án mà nó đâu hai cái chừng 200-300 UDIM là nhưng mà cũng còn hay. Tức là khi mà chúng ta đón nhận những cái thử thách đó và chúng ta vượt qua thử thách đó thì thực sự anh không biết các bạn sao chứ anh thì thấy rất là sướng. Nó cũng có cái nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng cái đam mê của mình. Còn thực ra cá nhân anh á, nói về cái thử thách lớn ở trong cái thời gian làm nghề á, thì nếu mà nói về chất lượng, nói về quy trình, nói về công cụ thì tất nhiên nó khó rồi. Nhưng mà cái thử thách của mình á, là nó cũng có cái sự khác biệt một chút xíu, đó là thử thách về cái khía cạnh khác về con người. Và con người anh ở cái thời điểm đó nó không có giống như bây giờ. Tất nhiên là cái bản chất của mình thì nó sẽ không thay đổi đâu, nhưng mà nó có một cái thử thách mà mình cảm thấy là mình vượt qua được nó thì nó là một cái sự thành công nhất định. Thế là hồi đó mình có cái cá tính và cái tôi nó quá lớn đi. Và sau cái dự án đó thì mình đầm lại. Sau những cái bài học đó thì mình thay đổi, và anh nghĩ là cái chiều hướng thay đổi đó là cái chiều hướng thay đổi tích cực. Cái này thì nó lại không có thiên về, nó không thuộc về công cụ hay là quy trình hay là chất lượng, nhưng mà chính ra cái sự thay đổi này nó lại hỗ trợ cho cái chất lượng sau này, chất lượng dự án sau này. Đó là hồi đó anh có nhiều cái bài học liên quan tới cái việc mà người ta gọi là lose control, tức là không có kiểm soát được bản thân á. Đó, sau cái giai đoạn đó là anh thay đổi được. Đó, mọi người lấy cái chuyện này ai cũng dạy rồi, thì nói như chung là bọn mới thì trẻ của bạn vô mình cũng nói chung mình làm được thôi, mình làm được mà mình cảm thấy ok tạo sự tạo dụng anh chạy, nhưng mình thấy là đụng nhiều dự án nó đâu biết là mình khoa hạn thì mình có làm được khoa hạn giúp mình dùng tiên người ta làm, nhưng mà người ta có những nhiều cái gì đó cả mình xưa cũng vậy rồi, và sau này những các bạn mà làm nhiều rồi thì cái đó không có làm gì đó. Thực sự có nhiều lần mà coi là tại sao mà mình làm phim mà không có tên phim thì đó rồi. Đúng rồi. Mình thấy mình đóng góp những phim đó rồi đó. Còn tên hay không tạm thời cũng không quan trọng vậy. Nên tính ra là nếu mà tính ra là tên product phim đó thì cái này nhiều. Các bạn không biết, các bạn không thường biết nha, thì đó là đó xưa hay để đó giờ thì nói chung là có thì cũng rất là hay thôi, có là rất là vui nhà quen với bạn với anh gái của mình trai rồi có chương trình này khỏe có làm chương trình thì đó nó vui được một chút, thì
thì nó tự hào cái mình làm của mình. Ví dụ mình có làm có thì cũng sao, chung anh là vậy, nó rất là sau này đó. Trước thì mình hay để ý cái đó, sau này mình có đóng góp trong phim đó là được. Khi mà công ty nhắc tới cái phim đó mình có tên hay là đóng góp một phim mạng xã hội và sau này mình mới chịu. Còn quay trở lại cái Star Wars, đúng cái trường hợp như vậy, tức là mình ngồi đâu đó khoảng có chừng một năm mấy hai năm trời, cái tự nhiên nó ra phim nó không có tên, mình cũng buồn, cũng buồn không, nhưng mà cái giai đoạn đó mình bị không có kiểm soát thì nhiều khi mình cũng bực dọc và có thể nó cũng sẽ có những cái phản ứng nó không tốt gọi là tiêu cực đó. Thì đó, anh cũng muốn chia sẻ cái khía cạnh này cho các bạn, tại các bạn còn mới. Và anh nghĩ đâu đó trong các bạn ở cái giai đoạn này, nó có thể nó sẽ còn, thậm chí nó còn hạn chế hơn như bọn anh hồi xưa. Tức là anh đang nhìn thấy như thế, tức là nhiều bạn các em có thể không có cái gánh nặng quá lớn về phần tài chính, không có cái áp lực quá lớn từ phía gia đình, nhưng hồi xưa bọn mình lại có cái áp lực rất là lớn về điều đó. Cho nên là có thể các bạn sẽ, mặc dù ở đây ở cái giai đoạn này các bạn được tiếp cận nhiều hơn với công nghệ, tiếp cận nhiều hơn với lại mạng xã hội được các thứ ha. Thì nó là cái lợi thế, nhưng mà ở cái chiều hướng ngược lại thì chúng ta cũng phải làm sao để mình có cái sự nỗ lực hơn, cố gắng hơn, kiên nhẫn hơn, bản lĩnh hơn. Và đó là cái cần thiết. Và thêm nữa là trong cái vấn đề kiểm soát bản thân, đôi khi chúng ta chỉ có nghĩ tới những cái tình huống nhất thời thôi mà chúng ta quên mất đi cái lợi ích lâu dài, nên là đó là phải em nên suy nghĩ và nên cải thiện nó. Bây giờ mình nói một chút xíu về quy trình. Thế thì cái quy trình nó bây giờ nếu như ở phim với lại game, cái sự khác biệt của nó về cơ bản nhé, hay là giữa một cái phim bom tấn và một cái phim bình thường đi, thì theo hai anh nó có cái sự khác biệt gì không? Ra này thì có những cái quy trình đó. Nó cũng thuộc về nó hơi ở một cách, cho nên là cũng sẽ cũng nói chung là sau thì cũng không thì chia sẻ sơ sơ mà thì anh Tâm là phim nhiều người tham gia chia sẻ phim thì cái sự phát triển thì cái quy trình của phim một game thì game bây giờ mình thấy là nó ở đây nó là nhiều máy thì có thể là mỗi game nó có một cặp đôi khác nhau, mình đã sử dụng tên kỹ thuật khác nhau, dùng những cái em khác nhau, và sau đó là cái gì đó rất nhiều. Còn đối với phim thì khá là cố định, số phần mình cố định, rồi mình cái quy trình mũi vai, quy trình mình làm những cái ngân hàng, còn quy trình sản xuất cũng được, thì nó khá là cố định, nó không có thay đổi gì như vậy. Sau vài năm làm việc đó thì thấy cái quy trình mà làm phim nó không có gì thay đổi, nó chỉ có một chất cũng phải làm hết chất lượng và gọi là chỉ có để làm nhanh hơn hoặc là tiện hơn thôi, chứ nó không có hoàn toàn thay đổi như là bên game. Tại game mình có rất nhiều cái engine, thì phim game các bạn cũng được game liên tại các bạn mua đồ lên, phải có cái chỗ rồi thả vô trong đó, các bạn xây dựng cái phố, xây dựng cái môi trường nào đó để mà game mình có cái engine, mình có Unreal, mình có Unity, thì hai cái đó là cái mà các bạn được nhất. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều cái gì mà tự khách hàng tự chấp tâm lại đó. Nhưng mà cơ bản đâu đó thì nó cũng chỉ là một cái nơi mà để bỏ tất cả mọi thứ được đi game, để xây dựng game, cách chơi, chỗ nào đi được, chỗ nào đi được, game có cái gì trong đó, game đó. Thì mỗi cái engine, mỗi một cái môi trường, mỗi một cái kiểu gì đó, nó đều đòi hỏi một cái quy trình mình làm sẽ vượt bỏ hay là tối ưu rõ hơn, tối ưu theo kiểu của nó. Thì cho nên là đòi hỏi là các bạn phải luôn luôn học cái mới hay cái cầu. Ví dụ như em chỉ nói tâm cơ là có một cổ đi sân. Nói cái này nó hơi sâu sâu kia, không biết là các bạn có thể bây giờ các bạn cơ sở là gì không? Tương tác hả các bạn? Ok rồi, nói theo anh. Rồi, ví dụ như trong nói về cái map đi. Cái map cho các bạn biết là thường nó có một cái asset có rất là nhiều loại map, color, map bóng, map cho nó sáng tối gì đó. Cái bạn map các bạn biết ha. Thì hình như ví dụ như chi này ta không cần nhiều map, ta chỉ cần một map thôi.
chỉ tiêu cấp ba mươi mát, thấy như vậy là nó khác rồi, ảnh hưởng đến thời gian rồi. Rồi em chỉ như vậy thì tổng cộng cái này lưới không quá 500 ngàn, mà trên kia thì lưới mình lên bao nhiêu được, chẳng hạn vậy. Tại vì xa gì đó, nó handle được tốt hơn, chẳng hạn vậy. Thì đó cũng là cái trong cái mình cần để ý cho mọi cái gì. Thì nói chung nhìn chung chung á, là game nó sẽ có những cái đòi hỏi tùy theo từng nhà phát triển từng game. Còn hiện tại thì game tự ăn bây giờ hay là do thì chỉ là chung với những cái chung với nhau, nhưng mà anh thấy như vậy anh cũng không có phát triển cái gọi là cái kêu là nó cái hiện tại mình thì quý vị là cái này cũng dễ hiểu thôi. Mặc dù á là ở đây á các anh, tức là các anh ngồi với là một cái nhà phát hành là chủ yếu, tức là cái kinh nghiệm trải nghiệm tiếp xúc với lại những cái khách hàng khác nhau thì nó không nhiều đối với Kim, nhưng mà thực ra nó cũng dễ hiểu thôi các em. Tức là chúng ta hoàn toàn cũng có thể suy ra được, tức là như này, cái nền tảng mà phát hành cái dự án đó, ví dụ như là phim thì chủ yếu nó chiếu trên màn ảnh đúng không, còn game thì các bạn thấy cái sự thay đổi về công nghệ không, thấy cái sự thay đổi về kỹ thuật không, điện thoại hay là thậm chí là máy tính iPad thì nó thay đổi. Và rõ ràng khi mà nó thay đổi nhiều như vậy thì cái quy trình, cái phương pháp, cái chất lượng nó cũng sẽ có cái sự thay đổi theo, cho nên là cũng sẽ dễ hiểu thôi. Đó là đối với là game thì nó sẽ thay đổi nhiều hơn, game phim thì theo như anh thấy thì nó sẽ mang tính ổn định hơn đó. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là nó cứ sẽ rộng khuôn ở một cái quy trình hay là một cái chất lượng, không phải đâu. Tại vì rõ ràng là tính chất dự án là khác nhau, và thậm chí là ví dụ như là cho anh cho các bạn làm phim YouTube đi, để có thể lựa chọn được một cái quy trình làm cho cái bộ phim đó, anh cũng còn phụ thuộc vào nhân sự và trang thiết bị của anh nữa. Từ những cái nhân sự đó, từ trang thiết bị đó, từ cái nội dung mà anh hướng tới đó, anh sẽ lựa chọn cái quy trình tối ưu cho nó phù hợp. À, tức là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng hết tiền đó, quan trọng nhiều yếu tố thì mình có cái gì mình sẽ tận dụng cái thứ đó để mình đưa ra cái quy trình cho nó phù hợp. Đó thì kinh nghiệm của bạn thì các bạn chỉ nên gọi là tập trung vào cái ad, cái style, cái kinh nghiệm riêng của mình model. Nhưng mà phần về model, phần về làm phần mình đi thì bắt buộc các bạn nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi tiền dự án, thì các bạn phải học nhanh những cái phần mình đó. Còn về ví dụ như làm sao mà, có nghĩa là các bạn có skill của bạn model rồi, các bạn cả từ cái app nó rồi, thì phần mềm nào các bạn học được tập tài học skill nó sẽ nhanh hơn, skill technical nó sẽ nhanh hơn để các bạn học app. Mà để không, có nghĩa là có những bạn mà rất là giỏi về những tool trong Maya, rất là giỏi với tool Blender, nhưng mà cho các bạn làm cái đó thì các bạn giống là app đẹp, và đó là trường hợp đó là các bạn rất là giỏi về skill nhưng mà app các bạn không tốt, các bạn nhìn được. Một trường hợp tiếp theo là các bạn không giỏi, không biết về chuyên Maya khá nhiều, nghĩa là ta không biết làm sao làm cái này cho nhau hoặc là Blender làm sao cho nhau, mà các bạn được tốt, có nghĩa là các bạn biết thêm lưới ở đâu, các bạn biết làm thế nào để ra được cái con như vậy nó đẹp. Thì cái trường hợp thứ hai anh vừa nói nó sẽ nó dễ phát triển hơn, tại vì học skill, ví dụ tôi không biết Maya, tôi có thể tìm YouTube, tôi phải học trường, học thân, tôi phải học tất cả những thứ làm sao tôi làm nó nhanh. Cái đó là điều học rất là nhanh, nhưng mà để hỏi người ta làm sao làm cái cho nó đẹp, người ta chỉ cho các bạn là ok tự làm cái này nó đẹp không, tự làm cái kia đẹp không, nhưng mà làm xong nó không đẹp thì cũng là do các bạn thôi. Các bạn phải cảm được cái chút xíu, ảnh nó rất quan trọng, ảnh thì không khó để mà dạy các bạn, rồi anh ta dạy bạn skill, rồi anh có thể dạy cho bạn cái kinh nghiệm để mà cảm được cái ảnh, chứ mà toàn không có chạy được cái rằng toàn không có chút vi phạm được chứ yêu thì không có vi phạm được này mọi người kể cho mình. Và để improve cái app thì nó sẽ cần thời gian, tức là để mà có thể cải thiện được cái thẩm mỹ của mình thì nó cần thời gian, cái này các em phải kiên nhẫn. Có những người thì họ có cái tố chất là mà khi mà sinh ra rồi, chẳng hạn khi mà người ta đón nhận, người ta tiếp cận cái loại cái kia thì người ta đón nhận tốt, người ta thẩm thấu tốt, đúng không? Nhưng mà cái quan điểm của anh là mặc dù là nó sẽ khó nhưng mà chúng ta vẫn có thể cải thiện được, tại thực ra cái đẹp nó cũng có cái lý thuyết của nó.
có lý thuyết của nó. Và để mà cải thiện nó thì tùy anh từng nói đó là nó cần thời gian. Ví dụ các em có thể dựa vào cái việc mà các em chơi game, các em xem phim, các em đọc truyện tranh hay là tạp chí gì đó, cái đó nó hoàn toàn là có thể giúp các em cải thiện cái app của mình hay là cải thiện cái kỹ năng quan sát của cuộc sống vậy đó, cải thiện được đó. Cái đó nó quan trọng đó nha. Chứ còn ở cái khía cạnh kia về công cụ chẳng hạn, bây giờ các em không biết công cụ thì các em có cái có cái tutorial, có ai đó chia sẻ thì em có thể biết được công cụ đó. Nhưng mà để đi con đường dài thì chúng ta cần phải có cả hai thứ, đúng không? Cần có hai thứ. Bây giờ mà ông biết như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu, nhưng ông không biết cách triển khai thì không được. Và ngược lại, em biết công cụ đó nhưng mà làm ra rồi thì cũng không thể trả lời được cái đó là xấu hay đẹp. Nhiều khi nó rất xấu, mọi người đều phải công nhận cái điều đó, nhưng mà các em cũng không nhận ra, này cũng không được. Đấy, em phải có cả hai yếu tố đó để đi đường dài. Ở trong một cái dự án, phải trong một cái dự án thì thông thường là nó sẽ không phải là có mỗi phim ảnh, mà nó sẽ có nhiều khâu, nhiều khâu. Ở trong cái team làm về sáng tạo cũng khác, mà ở trong cái team về làm về gia công cũng khác, ở trong game cũng khác, ở trong phim cũng khác. Nhưng mà chúng ta tập trung vào cái chủ đề là phim đi. Thế thì ở trong phim thường nó sẽ có những khâu nào? Thường thì trong phim đó, thì nó cũng như là nó sẽ có là gọi là vẽ concept hoặc là làm những cái mà để làm scale đó. Thì cái này anh cũng nói chung chung cái anh biết là nhiều khi có những cái studio khác người ta làm nên cũng khác. Và nó hiện tại là cái này sự cơ bản nó là như vậy. Như là những cái mà mình để là những cái scale hồi nãy anh từng nói là dù là có một cái scale đến cái cuộc chơi ấy, để làm cái map cho cái phần trong trong 3D để bạn coi, bạn làm theo cái khối, cái tỷ lệ của nó một cái, hoặc là có những cái mà người ta làm cái set giả người ta trong cái phòng, nhưng mà chỗ được to nhưng người ta không có làm hết, không làm người ta cũng có làm được chơi, người ta làm nguyên cái phòng thôi, hoặc là chỉ là một cái buồng lái của con tàu đó thôi, để cho nhân vật ngồi trên đó là những thứ còn lại bên ngoài buồng lái là việc làm bằng CG 3D hết. Hay như vậy thì trên đó người ta làm những cái đó, người ta chụp hình hoặc là người ta scan cái phần đó, người ta sẽ gửi cho mình, cộng theo người ta sẽ gửi cho mình concept. Có nghĩa là tôi muốn những cái ở bên ngoài của cái phòng đó là sẽ như thế này, nó có tới 3 cái cánh, 4 cái cánh, 5 cái cánh gì đó, mỗi cánh nó có bao nhiêu quạt gì đó, mỗi cánh máy bay nó sẽ cá 2-3 cái tổng tống gì đó, hay như vậy. Nó sẽ vẽ lên đó cho các bạn, và nó sẽ gửi cho các bạn thông tin đó, và các bạn sẽ model theo. Model ok hết thì sẽ vẽ được chờ. Và tùy vào những cái mà nó có gọi là animability, có nghĩa là một chiếc máy bay thì đơn giản là nó bay nguyên con, không nói như con robot đi, ta phải làm cả hơn cái kia cái gì để nó tự động được, thì mình cũng gửi model cho người ta để người ta kiểm tra, người ta làm trước khi những cái đó và nó ok đó thì đó mình làm các bước chờ nhé. Rồi cuối cùng mình sẽ bỏ vào một cái chương trình để làm một band đó. Mình band thì nó sẽ có một cái gọi là render test trước. Mình gọi bước đó là lúc thì tự làm cái bước là mà kiểm tra, nhìn và kiểm tra coi nó đẹp không ạ. Để coi cái tại khi mình vẽ trên một cái chương trình chẳng hạn như là Substance đi, hay là Mari đi, hay là mà có được cái gì đó, Symphony đó, nhiều phần mềm mà rất là nhiều mình vẽ trên đó, mình nhìn nó đẹp, mình nhìn nó rất là bóng, mình nhìn chỗ này bóng, chỗ này mờ rất là rõ. Nhưng mà khi mà mình đẩy qua cái engine mà đẩy chúng ta render thì nó không giống vậy, thì bắt buộc là mình phải nhìn hai bên phân chất ok, bên này nó bóng nhiều hơn, kia nó không được, khách hàng nó muốn bóng hơn thì mình phải mang cái độ bóng hơn lên bóng mà ăn thì đó là cái với mình kiểm tra cuối cùng sau khi mà sửa hết thì sẽ gửi những cái mà em cũng đã cho bạn điều chỉnh cơ bản hiện tại đó. Ngoài ra còn những cái yêu cầu khác từ khách hàng cũng sẽ theo tùy theo tình huống theo yêu cầu. Mình cũng có một cái bộ phận nữa liên lạc, đóng vai trò liên lạc cầu nối giữa mình với lại khách hàng, đó là producer. Để kể ra cho các bạn một số những cái bộ phận mà các em có thể các em sẽ có cái cơ hội làm việc chung với họ trong công ty. Trong công ty có những cái công việc như vậy, tất nhiên là nó sẽ còn phụ thuộc vào studio. Nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn làm việc thì không phải là mình ngồi mình đọc mình đâu, không phải như các bạn ngồi tập, anh vừa cho bạn đọc các bạn
bạn ngồi được tìm hiểu được làm không, nó tất cả một cái phẩm luôn. Các bạn làm việc, các bạn gặp vấn đề đó, điều tất cả các cấp trên để mà hỗ trợ cho bạn, ví dụ như bây giờ em làm tới bước nào, bây giờ em biết sao em có thể hỏi hỏi thì là luôn luôn được biết đó. Không hỏi được cái gì mình ra cái ta sau hỗ trợ qua lại mình bạn cho mọi người bằng mình, bây giờ tâm lý mày đang sao mà đổ lòng 5.000 10 ngày sau chúng ta đó được rồi, có được biết đó có được tùy mà để hoặc là thì có các bạn hay nói anh là câu hỏi là nhiều đó là bạn làm được hay làm sao thì đó. Thứ nhất là khi người ta giao cho các bạn cái việc người ta đã trong đầu người ta chưa làm được nhìn đồ đó là phải là chọn bạn gửi bạn trước rồi là cái lúc các bạn làm thì nên hỗ trợ các bạn, ví dụ mình làm được thì được cùng nhau, mà ví dụ mình làm có vấn đề thì tất cả mọi người cũng đều gặp vấn đề trong quá trình của các bạn thì bỏ cái trong những cái dự án đó nó nói chung là nó có nhiều khâu, nhiều bộ phận thì rõ ràng là nó phải đòi hỏi các em là phải phối hợp với nhau thực sự tốt, thì trong game hay trong phim đều như vậy, là không có một cái môi trường nào là chúng ta độc lập cả. Và hồi nãy em vừa nói đến một cái vấn đề, một cái thử thách của anh mà có vẻ như là đã được vượt qua ở cái giai đoạn đó, đó là liên quan tới team work đó. Thế là hồi đó anh không làm team work được, tức là anh có một cái thế mạnh lúc đó là siêng chăm chỉ đó, nhưng mà không có tương tác tốt, không có trao đổi tốt, lúc nào cũng đeo tai nghe rồi đội mũ lụp xụp rồi chỉ có làm thì biết mình công việc mình như vậy thôi, nhưng mà rõ ràng như vậy nó không hiệu quả. Dù làm rất nhanh, làm một mình làm rất nhanh, nhưng mà làm team làm một bài. Thì đó là cái hạn chế, Tôi hoàn phải chuyên nghiệp được. Thì thông qua những cái buổi talk show kiểu như thế này thì các bạn cũng dần dần hệ thống được cái quy trình của nó, các em biết được là sau này nó sẽ cần phải hợp tác phối hợp như thế nào với cái khâu gì với cái bộ phận ra sao, cái này cũng quan trọng. Nên có nhiều người rất giỏi, nhất là hoạt động độc lập rất giỏi. Tất nhiên cái khả năng tác chiến, cái khả năng làm việc độc lập là cần thiết chắc chắn rồi, nhưng mà rõ ràng là nó phải có sinh buộc, phải có đội tự nhiên. Ok rồi. Ngoài ra ví dụ như là vừa rồi thì chúng ta đang chủ yếu chúng ta tập trung vào cái hướng đi là hack the face. Nhưng mà nếu như mà những cái dự án nó có nhân vật, nó có character thì có thể chúng ta sẽ cần làm việc chung với lại cả Rick rồi animation nữa. Thì sẽ có những cái trường hợp đó là cái người đọc cái character rồi làm kích lạnh cái bộ thì cũng phải là Rick như là đưa cảm cái nhân vật đó như thế này, cái cần một khác luôn, như là một nghi hỗ trợ mình làm thứ kiện. Các bạn thấy các bạn hơi hơi anh bảo ấy, các bạn thấy là cái tiếng Anh rồi biết tại sao mà phải hỏi những người ta để mà để làm, ví dụ mình làm một cái project sao người ta không muốn tỏ khác làm thế nào. Tại vì nó làm cũng duyên là mình lấy hỏi xem là vậy, có nghĩa là người ta là cái một phần mà sẽ sử dụng được tiếp theo cái model của mình để người ta làm việc. Thì các bạn đang hỏi là ok, nếu mà tôi làm đứa như vậy á, anh Rick có được hay không? Thì nguyên đứa rất nhiều, anh nói lấy ví dụ đơn giản thôi, bây giờ hai cái bình giọng nói mà ví dụ cái cơ mặt đi, mình nhăn mặt, mình thả họng, mình gì đó thì cái lứa nó phải đi theo đúng. Lưới mà nó xéo nó sai, ví dụ như lưới hai bên không đều đi, các bạn hai họ thì cái miệng nó sẽ méo. Anh luôn thấy ví dụ chẳng hạn vậy, thì người ta đều mọi một phần người ta đều có một cái luật để nó làm những cái đó. Thì khi mà các bạn làm với lại những cái bộ phận khác nhau trong ty á, thì thường người ta cũng sẽ cho các bạn những lưu ý đó, hay là không nên làm lưới chỗ này mặt dày, hay là không nên làm lưới cao. Ví dụ như ngón tay bây giờ là cái tay ở đây, các bạn ví dụ cái model thẳng như vậy, những đầu lưỡi đều dài, nhưng mà nên nhớ là người ta có thể cong lại, có thể giãn ra. Ví dụ như lưỡi này một lưỡi là đều thẳng rất đẹp, nhưng mà cong lại kỹ liền, đúng không? Thì bắt buộc ở đây phải thêm hai ba lưỡi ngay trở lại, không có bị bằng lưỡi. Và đó là một ví dụ, ví dụ cho các bạn. Hoặc là còn gì nữa ta? Technical tips thì là cái bộ phận khác, có nghĩa là người ta hỗ trợ mình hơn. Thì là cũng phải phối hợp với họ. Không, người ta hỗ trợ nghĩa là nếu phần mềm mới hay gì á,
ta sẽ là người đi trước, người ta kiểm tra cho mình. Cái bảo từ ngồi đúng không? Em cái này nhưng mà bây giờ hàng gửi cho em cái phần mềm đó em từ ngồi thì em bỏ cài nhưng mà anh mình gọi chuyện sẽ là cái người mà ta làm cho các bạn. Có thể cái người ta làm một lần đầu và ta hướng dẫn cho các bạn sẽ dựa trên những cái đó để mình tiếp thì ta nên gọi tiếp là mình đã hỗ trợ mình. Hỗ trợ mình. À, thực ra thì nó cũng có nhiều dạng, nhưng hồi xưa anh thường làm ở trong bạc thì có một cái giai đoạn là anh hay phối hợp với lại bên hồi đó thì mình cũng không có gọi hẳn là technical artist, hồi đó là gọi là bên dev. Dev đó là bộ cái nghĩa là check cái lên ở khác nhau đấy, là thường là cái bộ phận mà giống như là khi mà bỏ vào anh chị gì đó người ta là họ hỗ trợ cho chúng ta, ví dụ như là trong quá trình mà chúng ta làm chúng ta cảm thấy là nó cần có một cái tool nào, cần có một cái script nào đó để có thể đẩy nhanh cái tiến độ hoặc là đảm bảo cái độ chính xác cao chẳng hạn đi. Tại vì ở trong team nó không phải một mình em làm, nếu em có thể viết được một cái tool đó thì nguyên cả team có thể làm được. Đó, thì nó sẽ tối ưu rất là nhiều, đẩy nhanh cái tiến độ lên rất là nhiều. Do đó anh Cường cũng hay phối hợp với lại cái bộ phận đó à, để có thể có được cái tool đó, là nó áp dụng trong cái dự án đó, và không chỉ mình áp dụng đâu, các bạn trong team nữa. Thì thường á, những cái bạn nào để bổ sung thêm một chút xíu, tại thực ra có những cái bạn các bạn lúc đầu thì các bạn làm ạ, nhưng mà do là cái base trước đây của các bạn là IT nên sau này các bạn hoàn toàn có thể đi cái hướng đó, đi cái hướng đó. Thì các bạn thường là các bạn technical artist là các bạn mà vừa có cái phần kiến thức về lập trình mà vừa có cái kiến thức về ạ nữa, thì đó cũng là một cái hướng đi hay. Nhưng mà qua thì nó cũng không có phổ biến giống như là artist hay là animator. Ngoài ra thì còn có bộ phận nào nữa? Tại mình nói là chúng ta và mình là cái bộ phận mình là phần model, rigging này, animator, Sophia animation có nghĩa là Sophia có nghĩa là tưởng tượng một cái con thú bông á, bình thường nếu mà người ta may ra nó không có xương không có khớp gì đó, nhưng mà mới gắn được cái thay không được, nhưng mà khi người ta gắn xương vô gắn khớp vô thì vẽ được, thì vẽ xong thì cần phải có một cái người diễn như múa rối vậy, thì người animator giống như là người múa rối vậy, thì người ta sẽ làm sao cho con cử động nó di chuyển tự nhiên nhất có thể, tạo sai nhất có thể, không chỉ một người đâu mà cả con vật hay là ấy. Cái đó thì chắc cái bạn animator sẽ rõ hơn anh chỉ nói cái phần anh muốn chuyên về animation, nhưng mà anh thấy là như vậy nghĩa là người ta còn phải làm cử động cho cả con vật nữa, những cái đó người ta thì phải học thêm hết cái đó. Con người thì mình là con người, ví dụ mà muốn cái miệng mở cái nào thì mình soi gương mình biết rồi, nhưng mà ví dụ như là con vật đi, con sư tử lúc này con nào đi nó gặm nó được nó ăn làm sao thì khác, người ta đều phải học những cái đó. Thì đó thì cho các bạn tìm hiểu cái đó thì rất là nhiều cái. Anh lấy ví dụ cái bộ phận đó là ở đây này, chúng ta đang đề cập tới cái việc là sau này chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với lại những cái khâu đó như thế nào. Thực ra là mình vẫn có những cái trường hợp mà mình cần phải làm việc với lại animator. Tại sao? Ví dụ như khi người ta diễn một cái trạng thái nào đó mà người ta diễn không được, nó bị lỗi, có thể người ta sẽ quay lại, người ta bắt cái bộ phận trước đó là cái ông mà tạo ra xương khớp á, cho cái nhân vật hay là cho cái con động vật đó chẳng hạn đi. Và cái ông rigger đó, ông cũng có thể đổ thừa cho cái việc đó là tôi không rig được tại vì lỗi model, tức là phải quay trở lại model và nhìn. Nó cũng sẽ có những cái trường hợp như vậy các em. Mặc dù là khi mà người ta làm, người ta rig thì người ta cũng sẽ cố gắng test. Ví dụ luôn nha, ví dụ cái trường hợp đó như thế nào, ví dụ như nói với con người về lại cái ví dụ động vật đi, thì con người mà nó cứ đọc được cái lỗ tai thì thường người ta không rít lỗ tai nhiều, nhưng mà ví dụ như cái con mèo hay là con cái tử đi nó cứ đọc được lỗ tai thì như nói lúc nào quay về cái chuyện mà nó tiêm lưới đó, thì cử động thì phải tiêm lưới nhiều chẳng hạn vậy. Thì đó ví dụ như mà model con mèo mẻ nó cử động được lỗ tai hoặc là cái đuôi cái gì đó mình đưa bên đó không làm tự lưới là sẽ trả về là bắt mình sẽ đắp lại bắt mình xem vậy. Thì bạn là lúc mà mình đã xong cái model xong hết mọi thứ rồi, nhưng bây giờ quay về bước đầu bắt sửa lưới thì gần như là các bạn sẽ phải làm lại những cái việc đó, thì cái người có kinh nghiệm người ta sẽ test trước đi các bạn là từ phút cuối cùng làm các bạn làm để tránh những trường hợp mình phải làm cái đầu có những trường hợp đó là mình cái đầu hết. Đó, cũng tiền mà nó cũng đánh vào cái cảm xúc của mình nữa, đúng không? Đặt tới chưa? Còn nói về em hỏi đi.
Tại vì cái kiểu như là khi mà mình diễn viên người ta diễn đúng không, thì tại vì cơ mặt của người thật mình á là nó kiểu như là nó sẽ rất là tự nhiên khi mà nó lên một cái model 3D, nhưng mà kiểu như là tại trong cái con avatar đó là dường như là người ta cũng làm rất là nhiều lưới, con rất là nhiều lưới, nhưng mà làm sao mà để cho nó không có cái nói là nghĩa ý của bạn. Có nghĩa là làm sao để người ta biết được đó hả? Đang bổ sung thêm một chút xíu về cái ý của các bạn để cho các bạn khác, các em cũng có thể nắm. Tức là không chỉ là avatar đâu, tức là thậm chí là ở đây gần đây các bạn có xem cái phần số 4 của cái loạt hành tinh thể thế thì cũng ví dụ như là để mà có thể diễn những con động vật như thế thì cũng là người diễn, đúng không? Thế thì rõ ràng là cái cấu trúc ở trên phần khuôn mặt, thấy không? Tương quan tỷ lệ mọi thứ nó là khác so với người, tại sao họ lại cũng vẫn có thể diễn được? Không? Anh làm trả lời đi. Riêng riêng mình người thì em nghĩ là nó sử dụng cái công nghệ một cách hoặc là cô độc. Rồi chúng ta học một bộ sống cái gì thì người ta cũng làm nó khá là tốt, chứ là như vậy. Một cái bắt thì là cái bóng tốt của mình đã có bất cơ tại đạo và có thể làm giống như không nên chỉ tải được các trạng sở đó thôi. Không nghĩ là tất nhiên ý em hỏi là có nghĩa là làm sao để biết được cái nướng sao cho đủ đúng không, hay là kiểu như là cái cách mà người ta và vì khi mà để mà là một cái con em bọn mình nghĩ đến chuyện cơ động mặt nhiều nhiều như vậy á, thì kiểu như là nó sẽ không được tự nhiên, nếu mà anh lệ cho thấy nó sẽ không được tự nhiên thì đó, nên kiểu như là tại vì em xem ở trên mạng thì người ta thấy em thấy người ta cứ chấm chấm cái gì trên mặt đó thì nó hình như là chắc nó không có nên cái vùng là con đội là mình sẽ không ấy được cho mặt anh thấy là rồi không là những cái con mặt cái chấm gì đó đó giờ tăng cáp thì những cái chấm đó nó sẽ tương ứng với những cái mà anh nói, những cái routine đó người ta sẽ làm những cái điều khiển ở trên những cái chấm nó cho cái con nhân vật 3D đó. Thì cái đó hơi sâu vào tỉ hộ chút xíu, đó là cái mà anh biết anh tìm hiểu được nhưng mà về nó nói về là để nói về cái phần làm sao người ta biết người ta tìm nướng cho đó thì có nghĩa là chắc người ta sẽ phải test trước thì cái mô cáp là gì, có nghĩa là người ta sẽ mặc cái bộ đồ, người ta có một cái camera, người ta luôn luôn quay cái mặt của bạn, các bạn diễn có camera lúc nào cũng chỉ vô mặt của người đó, đó. Thì cho nên nó không bị chấm khi mà cái miệng hay cỡ nào á cười hay mình áo mình gào hay gì đó cái chấm nó sẽ di chuyển thì máy tính nó sẽ tự động nó biết được là cái chấm nó di chuyển bao nhiêu như thế nào, chính ra bao nhiêu độ dài thẳng cao thấp gì đó thì nó sẽ bắt vô cái camera, nó bắt vô phần mềm thì nó sẽ lưu lại những cái cử động đó rồi trên cái con nhân vật. Hay biết trên cái con nhân vật mà mình tạo á cũng sẽ có những cái chấm tương tự như vậy, có nghĩa là hai chấm ở đây thì nó khoé miệng, chấm đây nhìn chung, chấm đây cầm cái ngàn vậy. Ví dụ mà khi mình diễn mình thấy ở này thì những cái chấm nó diễn sao thì nó sẽ tương ứng, nó kéo cái chấm ở trong con nhân vật cũng lên như vậy. Thằng đó cũng đào nha, thì tất nhiên là nó sẽ không tự nhiên, nó sẽ không đúng, thì lúc đó là câu chuyện của cái người animation đó là người ta sẽ quay mặt, người ta sẽ từ ở trên những cái tự động nó cho nó tự nhiên, có thể có nghĩa là người ta sẽ có cái bay, người ta không có bắt buộc, người ta không có diễn lại từ đầu, có nghĩa là có một cái là motion capture, nó capture những tự động của mình, nó bắt cái tự động của mình là nó thả vô trong đó, thì cái người animation không phải lặp lại từ đầu, nhưng mà người ta sẽ lấy cái đó người ta làm cái bay để người ta chuyển tiếp, có nghĩa là cái con nó có cười không tự nhiên chẳng hạn, thì cái con người mình cười tới đây là hết, nhưng mà qua tay cái mình nó rộng hơn chẳng hạn vậy nha, nó sẽ được cao hơn chẳng hạn. Là ok, tôi sẽ chính là lúc này nó quy động, cái bút chính nó quy động không, nên cái chỉnh sửa nó làm cái nào rồi, nên sẽ rồi người ta sẽ phải làm lại trên cái mạng một cái thôi, nhưng người ta sẽ không lấy cái đầu khác, trừ trường hợp là phải có phí thì người ta sẽ lấy nguyên. Nên một số bạn của anh bây giờ người ta cũng làm cái đó, người ta sẽ được cắt, có nghĩa là người ta sẽ gắn những cái cảm biến hoặc là những cái cử động tay chân thì gắn cảm biến, ta lên người ta nhảy thôi, thì là lấy cái đó đi vào công viên luôn, những cái mà không quay trở ngoài cả tự động. Chúng ta đúng á, chúng ta không làm lại, chúng ta chuyên về phía ngoài.
phải chỉnh sửa không thì mình sẽ chuyển lại tiến trình của phòng theo như anh biết và các bạn còn kỹ thuật sâu hơn thì các bên ai cũng sợ cái đó và những anh bổ sung thêm một chút xíu. Thật ra thì gần đây anh cũng mua một cái bộ mocap này gọi là motion capture các bạn, đúng không? Thế thì các em hiểu nôm na đó là ở trên cái bộ đồ đó nó sẽ có những cái phần mà mình gọi là trigger đi, đúng không? Cái đó thì nó thường nó sẽ rơi vào những cái vị trí khớp thì cái bộ đó cái khớp đó nó sẽ tương ứng với lại cái khớp của cái con nhân vật của mình ở trên máy tính. Thế là khi em diễn hoạt như thế nào thì y theo là trong đó nó sẽ là như thế, đúng không? Nhưng mà tất nhiên rồi, tức là sau khi mà người ta có cái phần chuyển động ở trên máy tính rồi thì chắc chắn như anh Hoan nói đúng là thường là người ta sẽ phải edit lại, sẽ phải tinh chỉnh lại, chứ không có phụ thuộc hoàn toàn vào cái phần diễn đó. Thì thực ra đôi khi cái phần diễn đó nó không tốt và nó cũng có khả năng sinh lỗi nữa, thì người ta sẽ phải edit lại, sẽ phải modify lại, đúng không? Và đó là đối với body, và đối với lại cái phần khuôn mặt thì lại đặc biệt liên quan tới facial, đúng không? Thì nó người ta sẽ rất là soi và đặc biệt là lên trên rạp nữa, thấy không? Và thêm nữa hồi nãy anh có bổ sung là do là cái cấu trúc của khuôn mặt của động vật hay là quái vật nó lại khác với người nữa, mà người ta diễn thì người ta lại diễn bằng người là cái người, thấy không? Cho nên người ta sẽ lựa chọn những cái điểm người ta trigger cho nó phù hợp và còn phải test tới test lui nữa. Cho nên đôi khi ví dụ nhá, ở cái điểm mà các em nhìn trong mấy cái cảnh mà behind the scene rồi ha, người ta trigger ở đây, nhưng mà có thể là ở trên cái con nhân vật đó, trên cái con động vật hay là quái vật đó, cái điểm đó nó không nằm ở đây mà có thể nó nằm xích xích lên thế này đó. Người ta phải test, tức là sau khi mà cái anh diễn viên này anh chuyển động thì nó sẽ thay đổi như thế nào, tại vì cuối cùng là cái kết quả đầu ra là phải là ở trên máy nó thay đổi ra làm sao, và người ta sẽ có cái sự điều chỉnh nhất định ở những cái điểm đó cho nó phù hợp. Nhưng mà không tuyệt đối được đâu, kiểu gì sau này cũng phải diễn lại, không phải tức là dựa vào cái base đó phải diễn tiếp, sửa tiếp. Cho nên là cái công việc của animation là cho dù công nghệ của nó theo anh á, mocap là cái thứ nó phát triển cỡ nào đi chăng nữa thì công việc của animation vẫn còn nhỏ, chỉ là nó thay đổi đôi chút đi cho nó phù hợp với cái công cụ hiện có thôi. Thì ta đã là bổ sung thêm một chút xíu cho các em về quảng bá. Kế hoạch thêm một cái con đường như vậy thì mỗi cái khách hàng mà sẽ có riêng một cái con nhân vật bay riêng, như là từ cái con đó để post nó lên một con nhân vật dạy là nó ra một cái loại test như vậy, phải cơ bản phải giữ được cái con chất lưới sau này sẽ dùng một cái con tu mà nhân vật không làm cái cái đặc trưng về cấu trúc lưới nó, mà để bổ sung thêm một chút xíu cho các em về phần khuôn mặt thì thực ra đôi khi động vật hay là quái vật hay là những cái nhân vật ở trong avatar này thì thực ra nó khá là cơ bản, tương tự giống như nhau, đó là nó sẽ phải có những cái lớp lưới mà chạy vòng quanh miệng hoặc là chạy vòng quanh mắt để nó cũng phục vụ cho cái mục đích là chớp mắt hay là cười nói giận hờn giận dữ gì đó. Thì cái khi mà nó giận hờn giận dữ thì nó cũng phải kiểu theo kiểu như thế, là miệng há ra hay mắt trợn lên kiểu như vậy. Thì cái cấu trúc lưỡi là thường cơ bản là như thế. Tuy nhiên là trừ những cái trường hợp nó quá đặc biệt thôi, và như bình thường thì nó cũng là như vậy. Đó, cần phải tuân thủ theo cái cấu trúc lưỡi như thế. Nên nếu mà bạn nào mà các em có xây dựng portfolio mà các em có làm theo cái hướng là về quái vật hay là về động vật thì các em cũng nên nói về công cụ đi. Thế là nói về công cụ ở trong những cái dự án làm phim đi, nó có khác biệt gì so với lại dự án làm game không? Tại thực ra đa số các bạn ở đây các bạn học là chủ yếu là các bạn học đi theo hướng là game. Thế thì nói về công cụ làm phim thì nó có sự khác biệt. Khi mà đưa như trình phim game thì làm phim thì nó chỉ sử dụng ngoài cái phần này quốc dân đó, tại vì họ đã biết cái quy trình đó thì là thứ đó. Thì cái phần này mình hay sử dụng hơn là thay ra thì mình để cho nó mới. Tích giờ thì mình sử dụng năng lý, tại vì cái Mary nó quản lý được rất là nhiều ưu tiên, ấy cũng rất là nhiều ưu tiên. Còn sản phẩm bây giờ là mình trở cái gì đó nhưng mà nó rất là đẹp. Sau khi mà mình làm xong model picture thì mình trở cái gọn mát rồi, cái gọn tình trạng là được. Thì cái số lượng phần này sẽ được nó ít hơn so với mình cũng có thể sử dụng Dancing để mình làm cái đồ xe đua của chúng ta để động
mình dạy thực tập cho nó phải tỉnh sức gì đó, sau đó từ những cái đó mình qua mình chỉnh sửa lại theo việc mới thành đã tạo được thành để cho nó mát cho là cái thực tế nhất, mình sau đó mình bỏ vào sử dụng. Đây là cái phần mềm để vẽ texture. À, cái phần mềm đó nó có thể vẽ được cái số lượng và UV, số lượng map nó rất là nhiều. Còn substance thì nó sẽ ít hơn, mặc dù là anh nhớ từ cái trên giai đoạn là 2019, 2020 thì nó là họ đã có cập nhật cái tính năng là làm texture cho cái asset, cho cái model có số lượng UV nhiều, nhưng nó không thể so sánh với Mari. À, tôi đó là bạn cùng mưa. Nó cách nhau là quay là nó tự động. Khá lắm. Hay là dẫn tay, dẫn tay, mọi người là phải luôn quan sát về từ đó cảm nhận về thấy em cũng không phải cái nào không có tự động thì như là sẽ không. Anh nhớ là cái giai đoạn mà bác Ron đó bắt đầu vào là bác cũng rất là cố gắng để mà đưa suction vô trong những cái dự án làm phim như qua bộ cỏ, để thực ra cái phần mềm đó nó không thể load được cái file mà nó có cái số lượng twist, số lượng lưới và cái số lượng đi nhiều một lần có thể nhập điều, cho nên là nó sẽ có cái trở ngại nhiều. Tuy nhiên thì khi mà mình làm nhiều thì mình mới nhận ra đó là thực ra công cụ là công cụ thôi, và khi mà mình biết những công cụ đó thì mình hoàn toàn có thể phối kết hợp nó lại với nhau. Nếu không làm hoàn toàn thì mình sẽ lấy một cái gì đó, lấy một cái gì đó cũng được em. Hồi xưa nó còn có một cái phần mềm là Didu hả? Didu, xong rồi sau này hình như là nó biến thể, nó thay đổi sắc hết. À đúng rồi, Mixer. Thì cũng được, nhưng anh em mình cũng có kết hợp cho cái chính của bạn là Mari. Thì đu hồi lâu rồi. Đó là gì? Đó là cái đại cái gì? Cái tàu của nó là cơ. Thế nào? Chúng rất là nhỏ, có những con tàu nó to giống như là cái quần. Thì mình phải đi sử dụng những cái này là tự động. Đấy, nó cũng được. Nó mẹ. Model sheet rất là lớn. Không phải mình quay nói nhưng mà thật. Ý là nói là theo từng khâu, nếu như mà các bạn làm về texture thì các bạn đang sử dụng Substance Painter. Model thì các bạn xài. Modeling thì xài Maya. Yeah. Có render không? Có render hay là gì không? Render thì các bạn xài Substance và Maya Set. Chưa đó là có mình đã thử được qua stream không? Stream mình chưa. Không, thực ra là không luôn, tại vì thực ra cái nhu cầu đầu vào của các bạn thì các bạn sẽ tập trung vào những cái phần mềm mà nó hỗ trợ cho các bạn vào việc sớm thôi. Thì nên cái gì sau? Đó là những phần mềm chính, có những cái phần mềm hỗ trợ khác. Như phần mềm ví dụ như là UV nhâm, mình phải có những riêng là cái chờ mình thấy mát hay gì đó cũng sẽ có những phần cái system design đó là cái gì? Nếu các bạn biết được nhiều cái thì các bạn sẽ có cơ hội để các bạn nhanh hơn, bạn nó dễ dàng hơn. Như bên GE với lại Lambda thì có xài thêm Max nữa, đúng không? Bên Max. Cũng tùy ha. Ừ. Cũng tùy cái studio, cái ra thường thì theo anh á, nếu mà nói về game á thì ở khâu modeling thì thực ra thì Maya thì vẫn mạnh hơn. Anh chia sẻ quan điểm này thì tất nhiên nó là quan điểm cá nhân, nhưng mà tại vì anh có cơ hội tiếp cận cả phần mềm rồi thì anh thấy là về phần modeling thì Maya vẫn mạnh hơn. Nhưng tuy nhiên á, nó có một số những cái dự án kiểu như là cái quy trình vốn dĩ nó đã như thế rồi, nó đã chạy tốt rồi, nó đã chạy ổn định rồi, nó đã chạy lâu nay là như vậy rồi, cho nên nó không có lý do gì người ta phải break cái quy trình nó ra cả. À, đó là lý do mà thường những cái dự án trước giờ nếu mà nó đã xài mắc thì nó cứ xài mắc thôi. Tại vì nó sẽ có bộ tool đi theo. Ví dụ bây giờ mình làm model, cái tool bắn cho export qua bên server để ngày nó đổi lên chim nhanh. Thì nếu mà đổi Maya thì bắt buộc người ta phải nghiên cứu, người ta biết là cái tool đó tốn tiền, một tiền nhanh, cho nên người ta sẽ phải xài mắc. Đây là quy trình mà mình làm có đơn giản thì có thể là mình sẽ sử dụng một phần khác, nhưng mà quy trình bây giờ Blender nó lại rất là tốt. Nếu mà mình biết về Blender là tốt đó, mình có thể đi sử dụng để làm qua đơn giản. Nhưng mà cái cuối cùng đang gửi đi tại khách hàng nó bỏ qua Blender tập cảm và phải đi một cái Blender rồi
phải kết lỗi các thứ thì các bạn phải biết thành đạt. Tôi nhớ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mà hồi đó là làm cái game nó ra lâu rồi, chắc mình nói tên được ha. Invisible, cái game đó là cái game không biết làm hai đồng chí có làm không, cái game đó là hồi đó là tôi mới tốt nghiệp xong là có làm chung với sao. Cái game Invisible, cái game đó hồi đó nó chạy trên PS3, game giờ lên YouTube mình nói. Game đó hồi xưa là nó yêu cầu của khách hàng là đường mắt đó, nhưng mà công ty của mình thời điểm đó lại chuyên về da, thì có một vài bạn, một vài anh là nắm mắt thôi mà vẫn nhận cái dự án đó, nhận những dự án đó. Thì thực ra thì mình cũng vẫn sẽ có cái cách để mình có thể phối kết hợp, mặc dù cái thế mạnh của công ty lúc đó là may da chứ không phải mắt, nhưng mà vẫn làm suôn sẻ cái dự án đó. Rồi, ok. Bây giờ mình nói một chút xíu về, tức là ở trong những cái dự án đó, thực ra ngay cả game hay phim, nhưng mà mình đang tập trung vào phim, thực ra ở trong phim nó đòi hỏi cái chất lượng cao như thế. Và ngay cả cái phần đầu vào, các thử thách của anh em mình ở cái giai đoạn đó, khi mà mình để tiếp cận cái quy trình và cái chất lượng nó cũng thử thách ha, ở cái giai đoạn đó. Và xuyên suốt cái giai đoạn đó thì để có thể duy trì được cái chất lượng và thậm chí là cái thử thách là đẩy nhanh cái tiến độ, cái chất lượng lên nữa, thì chắc chắn nó sẽ có những cái áp lực. Và có thể để có thể duy trì được cái động lực, cái cảm xúc, cái mood thì có kinh nghiệm gì không? Khi mà nói chung anh Thanh đi. Dạ, mà mình để mình duy trì được cái động lực thì để làm phim thì có ngày cũng thường xuyên lên xem phim, xem những cái phim mà người là có và hình học tế mà có lần nói chuyện sinh viên thì không phải thấy. Cái thứ hai nữa là lâu lâu mình gặp một cái dự án gì đó không khá thú vị, có một cái thói quen đó là hơi thích quan sát. Ví dụ mà hôm nay mình lại có đánh xe như vậy, biết là khi biết nó như thế nào, biết giờ nó như thế sao, thì mình đi ăn mình thấy cái xe với loại xe nó như vậy. Và từ cái nó như vậy, mình nhận ra mình thấy nó lưu lên trong cái đầu. Từ khi mình chọn tới cái thời đó là biết là có là cái gì, thì nó sẽ chính xác và nó sẽ thấy cái như quan sát nó rất là quan trọng. Ở đây các bạn có chứng tận, có chứng tận cho nó hai nha. Các bạn thường là các bạn giật gì? Hay là chụp người yêu, chụp đoán, phải không? Có anh chụp bóng rác vậy? Ok, mà tụi anh có tự nhiên lấy điện thoại là chụp cái bóng rác, chụp cái xe bể vỡ, chụp cái bức tường. Còn những cái đó quen gặp nữa luôn á. Tại khi cần á, tất nhiên là internet cũng có, nhưng mà cái đó nó thực tế là mình nhìn trước mặt mình luôn, để coi cái độ dơ là sao. Cho các bạn làm cái đồ bật đèn, bàn ghế vẫn bạn làm được tốt tại vì nó trước mặt mình rồi. Cái thứ mà mình đã tiếp xúc nhất, cái thứ mà nó khó làm, khó để thể hiện những nhiều cái các bạn làm tới đó thì, nhưng mà thật ra là các bạn nghĩ đấy nhưng mà không phải mình. Thì cái đó là những cái thứ đó là các bạn cần phải sức tỉnh lại và quan sát mỗi ngày. Đó là cái mà để mà viêm cái ác của mình. Còn cái động lực làm á thì khi cũng nàng làm, nhưng mà mình sẽ có cái kết quả chung, có nghĩa là cuối cùng mình sẽ làm xong cái đó à, mình sẽ được có phim ra đạt cái ngày vậy, có lưu được tưởng nhưng mà tốt. Rồi thêm một cái nữa, cái tiền của anh á, anh chia sẻ không biết các bạn có vậy không, nhưng mà anh sẽ không mang công việc về nhà, có nghĩa là anh sẽ cố gắng anh gói gọn công việc của anh trên studio và sẽ phim về nhà, anh sẽ không nghĩ nó dù mình đã được không, không phải cái đó là dù tâm nhà đúng không? Có nghĩa là mình đã về nhà, mình đã bước ra khỏi studio rồi thì nhưng thoải mái của học. Khi ngày mai em vô, giờ nghỉ ngơi, ngày mai em vô thì áp lực nó có tiếp thì mình tập tiếp. Nhưng mình khi ra ngoài thì đừng có mang nó về nhà. Hoặc có thể mình chỉ suy nghĩ chút xíu nữa thôi. Tại vì các bạn đã cố gắng hết rồi. Ví dụ các bạn có tiến độ hay không tiến độ đó thì các bạn đã cố gắng hết thì chương trình studio rồi. Anh không nói với các bạn mà ở trên lúc mình làm việc không tập trung, mình về nhà mình cũng như thế thì các bạn nói được đó, nhưng mà các bạn cố gắng tập trung vào trong thì một ngày
anh nói chơi giỏi lắm, 8 tiếng là làm việc à, các bạn học, các bạn làm việc á, thì 8 tiếng thì trong đó các bạn tập trung tốt nhất là 3 tiếng phải các bạn có thể tập trung hết sức có thể, còn 5 tiếng còn lại thì anh nghĩ là không tập trung nhiều đâu, tại vì cái não của mình không phải cần nhiều đến vậy, tập trung đâu đó khoảng chừng 50-60% khổ rồi chẳng hạn vậy. Thì mình dựa vào cái thời gian tập trung nhất là buổi sáng, thường thường anh sẽ không làm việc tốt hoặc phải không sống anh sẽ làm việc tốt vào khoảng 2 giờ chiều, tại vì anh thức thức khuya mà thì trẻ chẳng hạn vậy, trẻ mọi người thì mọi người đều có một bạn làm việc quá nhất của mình, thì trong bạn đó là làm việc rất là nhanh để hoạt động, thì sáng vào thì có thể là tìm hiểu hay còn đưa bắt đầu là ngồi làm cảm đầu là cổ lại và tỏi đến để tối về anh ngủ ngon và ngủ gì anh không cần phải suy nghĩ. Và hiện tại ở nhà anh cũng không có cái máy máy bàn gì về nhà là anh không có đụng tới và anh chỉ có cái laptop ở đó là về anh thì đó là cái tiếp riêng của anh, không về nhà đỡ áp lực cho các bạn. Còn trên công việc trên công ty thì có thắc mắc thì các bạn nên hỏi à, và thường thì giống như đã mình đã nói rồi à, để vượt qua áp lực thì các bạn nên nghĩ là không phải là một mình các bạn chiến đấu với thế giới, có team, có tình cảm mọi người giúp đỡ à, quan trọng các bạn phải thấy vấn đề trước của các bạn vào người ta sẽ mới đỡ được cái mình đau ở đâu không đau sao sẽ bị được mà. Đó thì phải thôi là có lấy. Cảm ơn anh Quân, cảm ơn anh Thành. À, anh chia sẻ thêm một chút xíu sau đó chúng ta giải lao đúng không ạ, 50 phút được cho các bạn học. Thì cái tip của anh á, anh tổng hợp lại một chút xíu về về cái kinh nghiệm của anh Huân với anh Thanh, nói chung quy lại á, là chúng ta cần phải làm việc hiệu quả thì mình mới duy trì được cảm xúc, duy trì được cái đam mê. Còn cái cách mà mình làm việc nó hiệu quả thì mỗi người sẽ có cái cách khác nhau, cân bằng khác nhau. À, ví dụ như là anh Huân là anh sẽ không đưa việc mình, à, có thể anh Thanh lại khác, có thể anh Thanh hoặc là những bạn khác thì lại muốn làm việc hiệu quả hơn thì họ có thể là họ sẽ tìm hiểu trước, chuẩn bị trước ở nhà rồi họ vô họ bắt tay vào việc, thì cũng là một cách. Là anh nghĩ là nó sẽ không cần phải rập khuôn, nó phụ thuộc vào mỗi người. Còn cái cách của anh Cường thì nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào dự án, phụ thuộc vào từng thời điểm. Nhưng mà có một cái mà anh vẫn hay nói với các bạn đó là anh sẽ cố gắng cải thiện cái thể chất. Khi mà mình có cái thể chất thì tự nhiên nó cũng kéo cái tinh thần và nó cũng giúp cho chúng ta mình vẫn nó sáng suốt hơn. Thì như thế có thể nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Đó là cái cách của anh duy trì năng lượng. Thôi vậy thôi. Thế là anh em mình sẽ chốt cái giai đoạn đầu, mình giải lao một chút xíu, sau đó tìm tới cái giai đoạn sau. Ok ha. Là gặp cho ai rồi? Mấy bạn này đang bằng kia. Một số bạn thì đã vô công ty rồi, ở đây có Manilever, có Fastest, có Planda. Còn một số bạn thì đang xây dựng phòng. Bạn nào mà có nhu cầu check file, check portfolio hay là gửi vào công ty thì gửi anh Ngọc ra cũng được. Hoặc là anh sẽ gửi cái thông tin nhân sự cho các bạn tự tương tác ha. Rồi, ok. Mình thêm một trả lời thêm một cái câu hỏi nữa anh đang nhận ở đây này. Sau đó thì các bạn nhớ ha, mỗi bạn sẽ cho anh một cái câu hỏi, nhớ ha, chủ động một chút xíu. Khi mà mình làm việc ở trong những cái dự án mình gọi là bom tấn vậy, dự án lớn như thế thì chắc chắn là mình sẽ được có cái cơ hội để làm việc với lại khách hàng lớn, khách hàng chuyên nghiệp, quy trình cũng chuyên nghiệp. À, thế thì mình tích lũy được gì ở trong đó, hoặc là chia sẻ một chút xíu về cái sự chuyên nghiệp của các bạn nhé. Hai thai cái trai mà tạo đó luôn cái quy trình đó là cái thứ hai nữa là cái văn hóa làm việc, cái thứ ba nữa là cái cách mà người ta check cái file đó như thế nào và mức độ biết được người ta như thế nào, mức độ yêu cầu của người ta như thế nào. Khách mạng chia sẻ những cái yêu cầu của mình cái tiếp để người ta muốn và cái AC của mình nó đạt được cái tích cực như thế nào. Qua cái quá trình làm việc thì mình sẽ không hỏi được cho nó. Đây là họ rất là kỹ đối với lại cái chất lượng đầu ra, rất là kỹ, và để có cái chất lượng đầu ra nó
nó tốt như là chúng ta nhìn trên phim hay là trên game thì nó sẽ trải qua rất là nhiều khâu. Những cái khâu đó nó cần phải phối hợp kết hợp làm sao thật sự gọi là smooth đó, để có thể ra được cái chất lượng cuối cùng. Cho nên là khi mà mình tham gia những cái dự án như vậy thì cái quy trình đó hay là cái tác phong hay là cái chất lượng từ phía khách hàng là mình cũng sẽ có được nhiều. Chúng ta rất là siêu thị, tức là chất lượng của ta rất là kinh nghiệm. Là có nghĩa là người ta deadline bao nhiêu thì đó là như vậy. Thì cũng có những trường hợp là nếu như mà do đòi hỏi nhiều thêm hay là gì đó, hoặc là người ta không có tính trước cái mức cầu á, thời gian nó sẽ phải cần nhiều thêm. Mình thường là deadline rất là quan trọng, ngày đó nó chắc chắn cái đó phải có. Thì sẽ có những cái hôm mà các bạn phải làm trễ để kịp được time, hoặc là có những cái hôm mà không thậm trễ mà thậm trễ sớm được. Cái đó là cái nhất. Cái hai nữa là cái mà nhận xét của người ta, nghĩa là nó rất là thân thiện. Thì may mắn là cái khách hàng cái người ta không, người ta rất là tùy ra, nhưng mà khách hàng là người ta bản tính là người ta không có đổ lỗi cho mình. Khi mà mình làm đúng, người ta sẽ tự nói là lỗi đó là lỗi của ta, người ta không có nói rõ cho các bạn. Nó là vậy, như thường là nó rất là kinh nghiệm với nó rất là cởi mở. Các bạn sẽ cảm giác là các bạn làm việc rất là thoải mái, chứ không phải là cái áp lực. Đó là những hàng của trong Mỹ. Thường thì khách hàng lớn, đúng anh ghi nhận, em nghe những cái điều đó. Tại vì các bạn biết là anh làm freelance thì cũng hơn chục năm rồi. Từ cái thời điểm mà anh build cái team làm freelance tới bây giờ cũng khá lâu, cho tới khi mà mở trung tâm rồi. Thì hợp tác với lại khách hàng rất là nhiều, nhưng mà anh thường anh thấy là những cái khách hàng châu Âu hoặc những khách hàng lớn như thế này thì họ làm việc rất là chuyên nghiệp rồi. Và khi mà trong cái quá trình mà nó triển khai dự án, nó mà có phát sinh, nó nảy sinh một cái gì đó, thì họ sẽ luôn ở cái tâm thế là hợp tác thay vì là đổ lỗi. Có nhiều trường hợp như vậy, các bạn làm nhiều, các bạn sẽ thấy là thường bạn sẽ đổ lỗi thay vì là ai cùng nhau để mà tìm ra cái nguyên nhân, tìm ra cái vấn đề và tìm ra cái phương pháp giải quyết. Thì họ thường đôi khi nó đổ lỗi như vậy, thì khi mà chúng ta làm, chúng ta lại tiếp, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó bị bức bối. Thì bức bối nhiều khi nó lại nảy sinh những cái xung đột không đáng có, ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của đôi bên, ảnh hưởng tới cái chất lượng đầu ra nữa. Thì ở trong những cái dự án, ở trong những cái khách hàng như thế này, thì anh sẽ phải làm việc rất là chuyên nghiệp và cùng nhau để trả lời cái giải đáp cái khúc mắc đó. Mình cũng học được cái văn hóa của họ. Thường là người ta sẽ nói như vậy, thường là anh sẽ họp với khách hàng tuần hay tuần vợ. Người ta nói về là kênh, kênh chung. Người ta nói là mình vẫn nói với cái ngoài là như vậy, là cách tốt. Mày đừng nói vậy đi mà nhiều. Và có nghĩa là anh dây họp riêng thôi, có nghĩa là người quản lý sẽ họp thôi, còn anh tiếp không họp. Người ta luôn nói là nói với team mày là tốt cái này, kênh như vậy, là chỉ đỡ. Kiểm lời của tao nói với anh tiếp chung. Nhưng mà cũng sẽ có những khách hàng là người ta có nghĩa là rất là kịp lời chẳng hạn này, thì cũng không sao, thì đó cũng là cái công việc của mình làm thôi. Nhưng mà hầu hết những khách hàng mà người ta rất là thật sự, khách hàng đa dạng, nhưng mà chúng ta đều hiểu. Thực ra sau này các em sẽ gặp nhiều dạng khách hàng, nhưng mà anh nghĩ là chúng ta luôn sẽ suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực như thế này. Thật ra thì đôi khi nó là cái cách giao tiếp của họ thôi, nhưng mà họ hay là mình đều hướng tới cái kết quả đầu ra chất lượng. Đôi khi mình phát sinh như vậy và mình bị kéo dài thêm một chút thời gian, ok, thì không ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng cuối cùng sau khi mà chúng ta ra sản phẩm, của chúng ta ra và nó xuất hiện trên game hay là trên phim, thì chúng ta cảm thấy tự hào về nó. Chúng ta cảm thấy mình là một phần để mà nó gọi là thay nghén hay là đóng góp để mà xây dựng, để cho nó xuất hiện ở trên dự án đó, thì nó là cái điểm mà chúng ta nên hướng tới. Cái phần khi mà nó xảy ra xung đột và nó xảy ra một cái vấn đề nó khó khăn, thử thách, cái tự nhiên chúng ta xung đột hoặc là chúng ta thậm chí bỏ cuộc, như vậy thì không nên. Hay coi như lúc đó là những cái thử thách mà chúng ta cần vượt qua để mình cải thiện, nâng cấp cái bản thân. Nên suy nghĩ tới chủ hướng đó sẽ học được. Tức là ngoài ra thì anh thấy là khi mà mình làm việc với khách hàng Âu thì mình cũng có cái cơ hội để mà mình cải thiện cái vấn đề về vệ sinh ngữ, đúng không? Về giao tiếp, về nhiều thứ, chứ không chỉ riêng về công cụ, quy trình hay là phương pháp. Thì đó là những cái bài học mà mình, hoặc là những cái thành tựu mà mình thu hoạch được khi mà mình làm những cái dự án như vậy. Về lời khuyên thì sao?
Các bạn không biết tiếng Anh, các bạn có thể không nói được cũng được, nhưng mà các bạn nên đọc hiểu được tiếng Anh. Biết tại sao? Cái bất lên của tranh này bây giờ là biết là tiếng Anh. Và những cái ngành này á, cũng có bạn nào có ý kiến không? Nhiều cái mà. Chút xíu nữa các bạn sẽ phải hỏi. Mỗi người sẽ có một cái thử thách lúc này là phải đặt câu hỏi cho anh, cái hỏi anh sẽ chỉ đi rồi. Ok. Thì tiếng Anh đó là cái ngành là drip như bạn nói, ok drip thì tất cả, nhưng mà cái ngành này của mình á không cần biết các bạn làm việc với anh châu trong một cái quốc pháp nhật hay một gì đó, người ta đều sử dụng tiếng Anh hết, và ngôn ngữ người ta cũng dịch qua tiếng Anh cho các bạn. Thì nếu bạn biết tiếng Anh đó các bạn sẽ biết trước được là sẽ làm cái gì. Thì ví dụ một cái người mà biết tiếng Anh á thì mình nhận sẽ biết và mình sẽ đọc được, hiểu được, không cần phải chờ dịch. Tất nhiên là sẽ có hội dịch các bạn. Dịch á là nó cũng sẽ có hai kiểu, nghĩa là dịch thì người ta sẽ dịch y chang câu chữ như vậy, dịch tiếng Hàn như vậy, và nó sẽ không đúng theo những cái hàng mình biết. Ví dụ một người bình thường mà nhìn những câu chữ người ta dịch theo kiểu khác, một người mà hiểu về cái 3D như vậy. Ví dụ như anh nói là 3D sẽ có những Maya mà sẽ có những cái từ chuyên môn, ví dụ như là optimize những lượt hay là lúc hay là đường lưới gì đó hay là gì đó, thì những cái người mà biết về thì như mình nhìn vô hiểu được nó là cái từ đó, nhưng mà cái người dịch thì người ta sẽ không hiểu. Chẳng hạn có những trường hợp như vậy, người ta sẽ dịch không xác, người ta đọc nó rất mắc cười. Đó là một cái lợi đầu tiên. Và thứ hai là khi các bạn làm việc nó sẽ có những cái mà không biết, hoặc là có những cái tutorial nào đó, những cái bài học nào đó mà nó ở trên YouTube hoặc là những tài liệu bằng tiếng Anh, tất cả nhiều nó rất là nhiều bằng tiếng Anh. Các bạn có thể lên các bạn xem trên đó nó sẽ nhanh hơn. Anh không biết là tài liệu tiếng Việt rất nhiều hay không, nhưng mà anh thì chắc chắn là không có tiếng Anh và là không rõ tiếng Anh, không nhanh, không mới được nhanh. Và tất cả những cái mà về phần giúp đỡ của những cái phần mềm các bạn sẽ bắt phần giúp đỡ nó cũng đều cho bằng tiếng Anh hết. Đó là cái lợi thứ hai. Cái lợi thứ ba là khi các bạn đã lên một cái mức cao, ví dụ các bạn tiếp đi sau này các bạn sẽ lên vật lý, các bạn sẽ phải tiếp xúc với khách hàng thì cũng phải giao tiếp tiếng Anh. Đó, thì từ từng bước thì anh nghĩ là ngoài những cái skill mà mình học ở đây thì các bạn cũng nên trao dồi tiếng Anh, tức là nghe, tập, nghe. Đó, mình đi và làm đi, tập tập đi. Nhiều công ty thì họ đưa ra một cái tiêu chuẩn cho những cái vị trí cấp cao là bắt buộc phải có tiếng Anh thì mới được ngồi ở cái vị trí đó, cho dù anh giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì anh không có giao tiếp bằng tiếng Anh là anh không có ngồi ở vị trí đó. Có nhiều công ty là như vậy, là như vậy. Và thêm một cái nữa là thực ra các em biết thêm là em sẽ có cái sự tự tin lớn lắm, thấy không? Và làm cái gì mà đặc biệt là làm cái đặc thù nó không có cái sự tự tin là thua đó, thấy không? Là thua đó. Cho nên là cố gắng hãy improve, nó hãy cải thiện đó. Nhưng mà rõ ràng là trong cái giai đoạn này thì các em đã tập trung vào những cái nào mà nó thuộc về cái giai đoạn này. Các em tập trung vào công cụ, các em tập trung vào phương pháp và quy trình. Em cần biết những cái thứ đó để em đáp ứng được cái tiêu chí đầu vào là vào công ty đó. À, bạn nào có được thì rồi thì tốt. Còn rồi từ từ mình sẽ xác định là tùy thời điểm mình sẽ cần phải bồi dưỡng như thế nào đó. Thực ra tiếng Anh là một chuyện, nhưng mà ngoài ra nó còn có nhiều những cái thứ khác nữa. Thì hãy cố gắng xác định cái nhiệm vụ của mình ở từng thời điểm. Đừng tiệm, đúng không? Anh bổ sung điểm. Ok, đúng không? Thêm một cái nữa đó là lời khuyên của anh Cường, giống như hồi nãy anh nói là phải cố gắng duy trì cái năng lực tích cực. Tích cực, đúng không? Ai thích đá banh thì đi đá banh với anh. Ngồi cái lúc là... Công việc của mình là ngồi rất là nhiều. Chưa được đường đủ đá banh thì giờ không đi là mới phải. Hồi nãy mới giải lao mới nói chuyện với lại anh Quân với anh Thành. Thực ra thì ở cái giai đoạn như các em có thể là nó sẽ có những cái mà mình không có nhận ra chưa về sức khỏe, những khi mình cày ngày cày đêm, hoặc là đơn giản là mình thức khuya để mình xem phim thôi, mình thấy bình thường, thấy không? Cái khả năng hồi phục của các em cũng nhanh lắm nha, thấy không? Nhưng mà sau này nó lại khác. Sau này đó, một ngày ngồi làm việc tới chừng 7-8 tiếng, hoặc là đâu đó và nhiều khi mình có vui vẻ với bạn bè mình uống lon hai lon cái mình mệt, cái hôm sau mình rất là khó để mà cân bằng lại. Nhiều khi nó như thế đó, tại vì nó có cái dấu ấn của thời gian rồi, dấu ấn của tuổi tác rồi,
Thế thì bây giờ mình phải sao? Lúc này mình chưa kiếm ra tiền hoặc mình chưa kiếm ra nhiều thì mình hãy tiết kiệm tiền cho tương lai. Chị đúng không? Nghe hay văn vở một tí nhưng mà thực sự là như vậy. Hiểu không? Trừ Dũng ra thì mọi người chết năm mất. Không bạn. 24 ạ. 24, đúng. 25. Còn đối với nghèo có nhiều cái lý do để các bạn vào nghề lắm, một nghề lắm. Đấy, nhưng mà có cái nghề này thì anh vẫn chia sẻ với các bạn là nó cũng có một cái may mắn, đó là thực ra nếu như mà chúng ta giữ được cái năng lượng, cái tinh thần ở bên trong á thì cái tuổi nghề nó sẽ lâu lắm. Còn có rất là nhiều bạn ở trên, xét theo cái hướng ngược lại, đó là nhiều khi mình còn tuổi đời mình còn nhỏ nhưng mà mình tự cho mình già rồi đó. Mình bị ì á, trong cái bên trong của mình bị ì á, thì lúc đó em khó theo nghề lắm, cho dù các em đổi. Không, hướng nội nó là một cái dạng khác nha. Hướng nội chẳng qua đôi khi á, các bạn có thể các bạn cũng có cái sự nổi loạn riêng, nhưng mà cái cách thể hiện ra nó lại là khác nha. Đó, nhưng mà anh đang nói về cái trường hợp là nhiều khi các bạn nghĩ là mình lớn, nghĩ là mình già rồi. Và cái nghề này thì nó có một cái đặc thù là các bạn phải đòi hỏi cái sự cập nhật. Thấy không? Phải chủ động, phải năng động. Mình cho mình là già rồi, mình cho mình là chứng lại thì thôi, cái em chứng thật rồi đó. Mình chứng thật rồi. Cái đó không phải là tuổi nữa. Mình thấy đối với anh bây giờ nhân lực đó. Bây giờ ảnh phần mềm nào vậy cũng không rõ đó. Hai là mấy năm lớn nghề rồi. Chứ cái không nói tuổi nhưng mà lớn tuổi hay rất nhiều. Mà nói chung là nó giống như là anh sẽ dạy đó. Tìm hiểu những cái phần mềm mới, những cái skill mới để lại. Các bạn ở đây, những bạn nào học anh Cường rồi chắc biết tuổi, chứ mấy bạn mà chưa học thì làm sao biết được. Đố đoán được anh Cường bao nhiêu tuổi luôn. Thằng Kha mới học, Kha cũng không biết. À, Kha biết, Kha biết. Đó. Mấy bạn ở xa cái đoán được anh bao nhiêu tuổi. Đoán được không? Từ trong một con số mà. Hay là hai bạn ở gần là nhìn cận mắt rồi cho anh một cái con số mà. Hai Kha. Anh 17 tuổi. Làm biết anh bao nhiêu tuổi? Nghe em thì anh bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Đó thì 7 tuổi thứ 2 đó. Anh cũng không biết, anh cũng năm 86, bao nhiêu tuổi? 86 là 35, 38, 39 rồi. Cho mình hỏi tuổi mà mình không biết. Đúng, họ nói như vậy vui, vui thôi, nhưng mà thực ra anh theo trải nghiệm của anh là như thế. Tức là nếu mà chúng ta năng lượng của chúng ta tốt thì chúng ta vẫn còn cày, chúng ta vẫn còn làm được lâu, phải không? Làm được lâu, nên là cố gắng duy trì cái năng lượng, duy trì cái thể chất, phải không? Bây giờ ngược lại, xin mời đặt câu hỏi. Bây giờ mình tới cái phần kết, xin mời đặt câu hỏi. Để anh lên trước kia anh chỉ điểm. Mời chị. Vậy, hãy là tập gì cao? Ok, nó không có sự đoàn xuyên, nó biết cái đó được thế nào? Là phim hay là game và em hỏi luôn cuối cùng tại vì cái này là cái mô đồ dùng trong cái đoạn đấy là mô đồ của game là của phim và cái trên đường hay là trên đường real time hay là trên đường kiểu chú phim ạ? Ok, đó em hỏi hay hả? Hỏi hay và rất là nhiều cái thứ chất rồi. Sao hỏi nhiều đấy? Cần thân cũng hay rồi. Ok, cái này nó hơi liên quan tới anh làm cách nhiều cái đó thì bây giờ cũng được nói với mọi người đó là dùng game hay phim gì đó thì nó cũng sẽ có những cái giống nhau. Vì đây là cái cinematic là nó giống bên phim. Tại vì cái câu hỏi đầu tiên của mình á là cái cinematic đó, nó tính là game hay phim thì nó là mức giữa. Nó có thể lấy model của game để làm cinematic nếu mà người ta cũng định chuẩn mình xa người ta dịch nên là chỉ bị cái này và khi mà nếu mà những mà nó nhìn gần đi thì người ta bắt buộc phải nâng cao chất lượng của cái đó lên, tại vì lưới nó sẽ phải khác. À, ví dụ như một cái gì đó nhân vật thì luôn luôn nhìn gần, nhân vật tượng trợ, nhân vật trừ, nhân vật NPC đi, nhân vật chính thì luôn luôn nhìn gần thì luôn luôn người ta đều làm chất lượng rất là cao rồi. Và người ta thường người ta sử dụng nhân vật đó để người ta làm cinematic luôn. Còn những cái đồ vật á, ví dụ như những cái con lưới các chiếc đó người ta bây giờ làm cao lưới hết, ta làm rất ít lưới, nhưng mà với trường hợp ví dụ những cái cảnh mà nó quay sát chiếu nó pan lên cái này thì nó quay sát cái chai nước bình thường nó là rác, nhưng mà khi mà nó quay gần á thì nó là hero.
và cuối người ta phải lấy nó ra, người ta đem lưới vào thì người ta làm đấy. À, rồi đó là câu câu thứ ba là rendering time à. Cơ chế render à, render rồi thì nó cũng có hai cái luôn, có nghĩa là người ta ví dụ như những cái đoạn có những cái ban đầu ở trước đó, những game trước là người ta thì render trước đó và tới đó người ta chỉ chiếu cái đoạn đó. Có những cái game các bạn thấy cái đoạn trailer rất đẹp, rất hoành tráng, bước luôn nhưng mà đẩy vô game người được ít lay hết con nhân vật cực kỳ đẹp luôn, xong rồi đẩy vô game bắt đầu chơi và xong rồi kẹt dữ lắm, thấy được đó đúng không? Hiện tại bây giờ nó sẽ có những cái mà nó xài luôn cả những cái mét từ cao lưới, ví dụ như cộng quen game cũng cộng sắp ra mắt này thì nó xài luôn cái đó, là lưới nó rất cao và nó xài luôn cái đó luôn thì nó có thể render lưu tham luôn. Còn những cái bạn biết hiện tại bây giờ nhưng mà thường cái đó là cũng như là đặc biệt đó, tại vì cái gì mới nó hỗ trợ được nhiều lưới nhưng mà thường là người ta sẽ render trước và người ta tính được mình cái xét nào mình sẽ lại mình cái xét nào mình cần quá thì người ta sẽ model lại hoặc là người ta tối ưu lưới hoặc người ta nâng cao cái lưới để phù hợp với cái góc quay cảnh quay, có nghĩa là gần thì sẽ nhiều lưới và chi tiết xa thì không cần. Thậm chí có những cái trong phim á mà nó quá xa đi, người ta có thể bê cái model game qua người ta làm trong phim được. Thậm chí là người ta vẽ đó có gì vậy thì thường các bạn thấy là game phim á thường thường nó sẽ có cái game đi theo đúng không, ví dụ như Avatar cũng có cái game của đúng không, thì thường cái công ty phát triển nó là một và người ta có thể lấy cái model ở bên game rất là lớn. Những cái đóng người thì rất là xa chứ sao người ta lấy cái đó là quay được đóng tiền đó là cái model hoặc là người ta nhìn tưởng đó là người ta vẽ painting đó, những cái cảnh sao, những cảnh nước non trong bây giờ các bạn nhìn được tối luôn, các bạn nhìn nó 3D nhưng mà thường như nó là 2D ta sẽ gọi điện là bảo là chụp cảnh cho nó, ta vẽ đi sao những cái phong nền của bạn là sao, các bạn không thấy được nó quá to đó. Hoặc là mặt trăng trời không có hai model cùng chọn đang cùng dù chọn đơn giản mà ta chỉ vẽ mà là hiện tại từ đây công nghệ phim nó có một cái phát triển đó là người ta diễn trước cái hình thức phần trước đó là sẽ quay và không xăm tắt vừa là cái mở vô thì bây giờ là họ đem những cái môi trường cái đồ mà có ở trong nó cũng dạng như là cái gen nó bỏ vô em xin tất nhiên là anh yêu rồi đó và đã ở bên đưa đó mặc dù sau cái màn gì đấy thì bây giờ cũng vừa là chuyển trước đó thì cái cảm giác nó sẽ thật hơn là chuyển trước xong. Tức là người ta khi mà người ta diễn thì người ta sẽ có cái monitor, người ta sẽ có cái màn hình để người ta biết được là người ta xuất hiện trong đó nó như thế nào. Cái đó nó có thể là cái engine hoặc là một cái công cụ nào đó, nó có những cái engine mà chỉ có cái dự án hoặc là chỉ có cái nhà phát hành họ có, bên ngoài không có, họ tự viết đó. Nhà phát hành bạn thì họ có tự viết, họ sẽ tự làm cái đó, ta quay luôn cái con này. Thì cái người diễn viên khi mà họ diễn như vậy thì họ được xem trực tiếp ở ngoài hiện trường luôn là họ xuất hiện ở trong cái cảnh phim nó như thế nào đó. Thì họ sẽ có thể họ sẽ truyền tải cái nội dung nó sẽ tốt hơn, cảm xúc hơn đó. Nhưng ngược lại cũng sẽ có những cái phim mà nhiều phim nó ra rạp rồi những người diễn viên họ mới, thế là họ mới thực sự gọi là phiêu linh được trọn vẹn cái cảm xúc mà đạo diễn đó, director họ muốn truyền tải đôi khi nó như vậy. Nhưng quay trở lại cái câu hỏi của Thủy thì anh ấy nói có cái trường hợp khá phổ biến, mặc dù là cái đó là game nhưng mà cái dạng là cinematic là các em hiểu cũng là phim, mình gọi là cine là gì nữa, phim họ quảng cáo cho cái game đó mà bây giờ lấy những cái model game đưa ra, tất nhiên nó sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ, như giờ các em lấy một cái model mà người ta gọi là in game, tức là em vô trong game em chơi, lấy cái model đó ra rồi sâu cận, rồi sâu ra một cái đoạn trailer, một cái đoạn teaser nào đấy đó để quảng cáo cho cái game đó thì liệu có mua không? Liệu các em mua không? Thấy không? Có thể là không, không đủ sức hút, không đủ cái mà anh hay gọi là sexy đó, là để có thể cuốn hút được cái người gọi là user để người ta quyết định là người ta xuống tiền là mua cái game đó, có thể là như vậy. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái ví dụ như là để có thể đánh lừa được cái thị giác của người xem nó ở xa chẳng hạn, thì người ta lấy người ta đưa vào luôn để nó tối ưu chi phí cho họ, thấy không? Thì có thể một cái cơ chế render thì đa số là như vậy, tức là cái dạng cinematic đó, cái clip mà đưa lên trên đó là em xem ở trên YouTube mà em xem lúc nào mà đã được, thì có phải là người ta đã render trước đó rồi không?
đúng không? Còn ở trong in game thì nó có những cái nội dung game là các em phải chơi tới thời điểm đó em đi tới đâu, em đi là em quyết định, mà có phải là real, vậy có phải là real time chứ? Không lẽ người ta quyết định trước thì nó không gọi là real time nữa, mà người ta quyết định trước thì người ta là control em luôn rồi, người ta kiểm soát mình luôn rồi, thì không có nghĩa là mình đang chơi nữa, đúng không? Hai cái cơ chế là khác nhau. Game mà mọi người chơi từ query á, có nghĩa là nó chơi theo tình huống, nghĩa là nhân vật nó xuất hiện mà nó chơi, ví dụ tới đó các bạn chọn tình huống này thì nó sẽ chiếm một đoạn video, rồi các bạn có chọn, ví dụ tới đó các bạn mở cửa đi với nhà đó thì nó sẽ chiếm một đoạn video để nhân vật vô cửa gặp ma, cũng chỉ là trong cửa đi về nó kèm một chuyện gì thì đó nó sẽ là tình huống, thì nó sẽ là real time cho các bạn, nghĩa là mở cửa đi vào thì nó cũng sẽ lấy, nhưng mà thường là những cái tình huống đó thì chất lượng của cái cinematic đó nó không cao, nó không quảng cáo như cái của tường đó thì mà thường nó sẽ lấy mà để bổ sung anh, cái anh chưa nói game đó, nhưng mà nó cũng có nhiều cái dạng kiểu như này, nó cũng không hẳn gọi là cinematic nữa, nhưng mà người ta cũng sẽ quay trước, ví dụ như là cái em chơi ở đây anh có một cái game là game God of War này, hay là các bạn ở chơi fantasy ấy, chơi những cái dạng game có cốt truyện, thấy không? Nhiều khi là chúng ta đi tới một cái đoạn nào đó thì họ sẽ chiếu một cái clip để mà kể câu chuyện đó. Nên cái nào không có nhu cầu xem clip thì mình có thể skip qua. Cái kiểu như vậy thì thường là những clip đó là họ đã thu trước rồi, đã quay trước rồi. Cái fantasy 8 là cái đó là chả là ngon, rất là đẹp đúng không? Có cái đoạn rất đẹp đấy, họ vô nhân vật game như cái học vậy. Có ai chơi fantasy 8 không? Có ai chơi fantasy xưa không? Chắc các bạn này không có chơi được fantasy xưa rồi. Hồi xưa nó mạnh, hồi xưa chứ bạn nó xin mạnh. Fantasy 7, nó chơi fantasy 8. Xin mời. Những cái game như vậy thì nghe cái tên của nó đã quá mạnh mẽ lắm, quá sức hút, sức nặng rồi. Fantasy nghe fantasy hay là nghe Star Wars, nó có những cái gọi là có những cái thương hiệu, nghe cái tên nó thôi là chúng ta cũng dễ đến với lại người xem. Star Wars nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm luôn đó, ở châu Âu. Câu hỏi tiếp nào? Mày đưa nút là dễ bị mọi người em. Em hỏi là nếu là một bạn game mà mới ra trường thì tụi em đặt ra cho công ty thì tụi em sẽ làm công việc gì, những việc gì đầu tiên, và tụi em cần học những gì để thăng tiến công việc cách. Và cái model lên mình cũng không phải là nền tảng để mà em học để nhận xem những ngành như là animation hay là VFX gì không? Đừng có hỏi một đi. Bạn hỏi một đi. Tức là khi mà bạn ấy tốt nghiệp rồi thì bạn có thể vô dưới cái hình thức nào để làm việc đó? Câu hỏi đã trước đi. Cái này liên quan đến tuyển dụng nhiều hơn. Không phải tụi em chia sẻ về cái là khi mà các bạn gặp phải, như là làm thế nào để các bạn bắt kịp được. Không, thì tôi nghĩ là như này này. Tức là làm sao để các bạn vào, các bạn là làm việc được hay là vào với cái vị trí nào á. Cái này thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái nhu cầu tuyển dụng. Tức là có nhiều công ty thì họ cho không cho các em vào, tại vì họ đòi hỏi là khi mà em vô thì em phải có kinh nghiệm trước đó rồi. Đâu, nhưng mà những có những cái công ty ví dụ như là Swap hoặc là Classtech hoặc là One Universe thì họ sẽ có những cái khóa hoặc là khóa training thì các bạn có thể vô. Còn các em không có kinh nghiệm thì em sẽ rất khó để vô. Hoặc là may mắn thì nó sẽ có những công ty có thể là nó sẽ nhỏ hơn, scale team của nó ít hơn. Công ty startup chẳng hạn đi thì họ có thể không có cái khóa training, nhưng mà họ có thể hơn những cái người mà có tiềm năng. Tức là họ cảm thấy là em có tiềm năng có thể đi với họ, thì họ sẽ sẵn sàng đào tạo, mặc dù là không có chính thức một cái khóa nào tạo, nhưng mà họ sẵn sàng là đào tạo em để em có thể đi với họ. Họ nhìn thấy cái tương lai của mình, cái phù hợp với cái môi trường của họ. Em sẽ có những dạng như thế. Còn có một số bạn thì các em sẽ hoạt động ở bên ngoài một thời gian, ít nhất cũng có kinh nghiệm, mặc dù là chưa chính thức ở trong công ty, nhưng mà em ở trong cái profile của em thì lúc đó em cũng có kinh nghiệm rồi, thì khi đó có thể em sẽ vô là chính thức. Nó tùy vào cái môi trường này thì nó khá là đa dạng. Anh vẫn có cái lời khuyên cho các bạn, dù các bạn mới tốt nghiệp thì các bạn nên lựa chọn cái công ty mà có cái khóa đào tạo, có khóa training rất là bài bản, mà nó cũng rút ngắn cái thời gian cho các em. Thế còn ở bên ngoài các em chạy ngược chạy xuôi, các em làm freelance, các em chạy lan man như vậy thì nó nhiều khi nó không có focus vào một thứ, không có tập trung vào một thứ, cho nên là em có khả năng đó nhưng mà cái khả năng nó giàn trải chứ nó không có chuyên sâu, cho nên là vô thì cũng rất khó vào việc. Anh vẫn khuyên các bạn nên vô những môi trường như vậy. Môi trường như vậy thì nó chắc chắn rồi, các em vô với hình thức như vậy thì em đừng có đòi hỏi lương lậu nó cao, nó là chuyện bình thường. Cao là cái gì tương lai ấy, khi mà chúng ta có năng lực rồi,
chúng ta mang lại giá trị rồi thì khi đó cái mà chúng ta nhận về nó sẽ phù hợp với cái giá trị mình mang lại. Nha. Rồi tiếp tới cái câu hỏi số 2 của bạn ý, đó là nếu như mà bạn ý muốn đi theo hướng là animation hoặc là VFX thì cái phần modeling có phải là cái phần mà các bạn nên học trước hay không? Cái modeling anh nghĩ là cũng nên biết để mà giống như là nói chung là mình phải biết cái quy trình từ đầu đến cuối, dù mình không cần phải không phải chuyên sâu vô đó, nhưng mình nên biết một chút xíu. Sự là mình biết một chút thì cũng không hiểu gì, tại vì khi mà em vô em animation thì em cũng sử dụng cái phần mềm như ví dụ như Maya, anh biết là Maya để mà người ta diễn anh yêu của tao thì mình cũng phải biết cái đó, thì mình phải học qua để biết Maya thì cũng mới được để biết qua. Với cái thứ hai là em có nói cái chuyện là những cái bộ phận người ta liên kết với nhau á, mình biết để mình trải được người ta. Cái ngày như vậy bây giờ mình không biết gì về model á thì mình bảo người ta cần làm cái này cần làm cái kia, ta sẽ không nghe em hoặc là ta không hợp lý thì không phối hợp giữa team. Và như anh, ví dụ như anh mặc về bên mình mà anh cũng phải biết về anh xíu để anh biết anh nói chuyện với người ta, hoặc người ta sẽ nói chuyện với anh, sẽ có một cái phần nào đó có hai phần giao qua với nhau mà không biết được. Nên là em cần phải biết, em cần phải biết đó. Thì còn về chuyên sâu về animation mình cần cái gì đó thì buổi nào đó thì anh đang muốn mua và đang muốn tắt. Anh bổ sung thêm một chút xíu, tức là cái ý của anh Huân đó là thật ra mình không cần phải đi sâu. Ví dụ như em vừa nói modeling thì em không cần phải đi sâu vào modeling, nhưng mà nếu mà em có cái phần kiến thức đó thì nó là cái lợi thế. Ví dụ như bên của anh là modeling thì anh biết là cái nhu cầu của bên animation là như vậy, nhu cầu của bên rig là như thế, thì anh sẽ tổ chức lưới cho nó phù hợp, hay là cái scale, cái vị trí hay là cái hướng cho nó hợp lý, thì nó đỡ sẽ phát sinh những cái vấn đề. Đúng, tại vì mình biết là dự án là như vậy mà. Tại ở trên theo chiều hướng ngược lại, nếu mà em làm về animation thì em cũng biết là những cái công việc của hai artist, cái ông modeling, hay là cái em biết được là cái lưới của các thứ của nó như thế nào, diễn họa ra làm sao, thì em chỉ cần quan tâm tới diễn họa thôi là chưa đủ nhé, chưa đủ. Tức là để có cái thứ diễn họa mà em muốn, có cái trạng thái, có cái form dáng mà em muốn, thì cái cấu trúc lưới kia nó cần phải ra sao. Đôi khi ở trong cái dự án đó nó quá khắt khe ở cái phần tối ưu lưới, nó không thể đủ lưới để em có thể biểu diễn những cái trạng thái, những cái cảm xúc phức tạp như vậy. Thì đó là cái thử thách, đó là cái khó khăn của artist, đúng không? Thế thì khi mà em hiểu như vậy thì hai bên có thể phối kết hợp với nhau rất tốt. Và bắt buộc hay không thì có thể không nha, có thể là không, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về cái lợi thế. Thì mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau là em có nên học hay là không, hay là nếu nên học thì học vào thời điểm nào là phù hợp, là phù hợp. Mình phải bảo bản thân mình trước đã, trước đã. Bên anh thì anh cũng có cơ hội tiếp cận animation VFX nữa, thì anh mới thấy là ví dụ như là mình đi theo cái hướng modeling, ok dựng hình như thế, còn theo hướng về animation thì sao? Có thể công cụ nó sẽ không nhiều bằng bên modeling nha, không nhiều bằng, nhưng nó cũng sẽ đòi hỏi một cái gọi là một cái sự tố chất hoặc là một cái sự thích thú hứng khởi nhất định đối với diễn họa. Tại vì giống như là ở bên modeling là anh sẽ tạo ra cái thể xác, còn bây giờ mình sẽ tạo ra cái tâm hồn, cái cá tính, cái animation á, hồn hồn và cái con nhân vật đó cho nó có sức sống, cho nó có cá tính, điệu bộ gì đó, thì em cũng cần phải có một cái tố chất nào đó nhất định. Còn hoặc không thì em cũng phải lựa chọn cái cách mà mình tôi rèn mình như thế nào đó để có thể làm được. Chứ còn cái việc mà thổ hồn để cho cái nhân vật đó nó có cảm xúc là không hề dễ một chút xíu nào, không hề dễ, không hề dễ. Còn công cụ thì nó không nhiều bằng Maya, không nhiều bằng modeling đâu. Bên modeling này không nói là modeling, nhưng mà mình thường sẽ còn làm cả sculpting, làm cả texturing, làm cả render nữa, thế nên nó nhiều tool lắm, nhiều công cụ lắm. Thường animation là spend lâu không? Có thể thì cũng còn tùy, cũng còn tùy, nó cũng còn phụ thuộc vào mình đi theo hướng nào nữa, game hay là phim, hoặc là kể cả về phim thì nó cũng có nhiều dạng phim các em ạ. Chúng ta có phim chiếu rạp, nãy giờ chúng ta nói về những cái dự án lớn ở trên phim chiếu rạp, hay là trên Netflix, hay là phim truyền hình, hay là phim YouTube. Nó có nhiều kiểu, nhiều dự án, và mỗi cái thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn khác nhau, quy trình khác nhau, chất lượng khác nhau. Với em cũng vậy, VFX thì nó có nhiều dạng. Ví dụ như là VFX của các em, ví dụ như là ở trên phim chẳng hạn đi, thì nó phải là như thế đó, như thật á, ở trên phim chiếu rạp chẳng hạn đi. Còn nếu mà VFX mà ở trong game chẳng hạn đi, thì thường họ sẽ làm trực tiếp trên cái engine đó luôn,
trên Unity hoặc là Unreal luôn, mà họ sẽ phải tính toán practical làm sao đó để nó phù hợp với lại cái truyền tải cái nội dung của cái đó, và nó cần phải đảm bảo tối ưu nữa, hiểu không? Cho nên mỗi cái nó sẽ có những cái khác biệt khác nhau đấy. Nếu mà em đi con đường là VFX thì em cũng muốn phải tìm hiểu, phải trả lời câu hỏi là em đi VFX cho cái dạng nào, mỗi cái khác nhau đó, khác nhau về chất lượng, khác nhau về phần mềm nữa. Tại vì nói về VFX thì cũng phải rất là nhiều phần mềm để có thể làm được, Maya cũng làm được, Unity cũng được, Unreal cũng được, Houdini cũng được, được không? Ngay hồi xưa bọn anh có một cái phần mềm đó là CryEngine cũng được luôn, đó, nhiều lắm. Nhưng mà tất nhiên là các em lại không có, các em cần phải rút ngắn thời gian, cần rút ngắn về chi phí nữa. Thế là mình phải trả lời câu hỏi là mình muốn gì lúc này, không? Vào đâu, đi con đường nào thì mình sẽ phải rút ngắn cái con đường đó, đỡ lan man. Cho anh hồi xưa thì tốn nhiều thời gian lắm, tốn nhiều chi phí để có thể vào được việc rồi. Giờ các bạn có những cái lợi thế nhất định về công nghệ, về mạng xã hội thì các bạn nên rút ngắn lại. Cứ học thử đi, cứ học thử đi, tìm đi theo. Với cũng rất là hay, anh ấy cũng rất là hay. Với trong sự bạc cũng mạnh nè. Trong sự bạc ở cái giai đoạn của anh ấy thì mới bắt đầu thôi, đúng không? Giai đoạn của mình hồi xưa thì mới bắt đầu, bây giờ thì sắp mắt. Ủa, bảo mất lượng. Hồi xưa anh cũng tính xin vô, nhưng mà ở đó là người Cường với lại Nhật tính xin qua, nhưng mà Nhật nó xin qua cái bị click nó làm thế là mình tự nhiên bị tổn trả, mình không có dạ đề bạc nữa. Đó cũng rất là hay. Sau này anh Cường tiếp cận VFX thì là tiếp cận trong game mobile chứ không phải là giống như là của cho phim. Là phim nào, câu hỏi tiếp nào. Anh sẽ hỏi là cái đó cái tập đề game bán đề mẹ cũng nhiều, không tập tập phim nó bán cũng khó. Ok, theo tôi đi thì anh nghĩ là thường nó sẽ cho những cái real time để làm gì để nó giảm bớt cái mét để giảm đỡ đạn. Mà trong phim thì nó không còn cái đó, trong phim là render trước đó, không cần phải giảm bớt gì hết. Còn trong game á thì nó cần giảm được là để khi nhân vật đứng từ xa thì cái đó nó nhẹ nhẹ bớt, nó cái lưới nó rất là thấp, thì nó đi tới gần thì lưới nó cao lên. Cao lên tới gần, chỉ cần những cái độ gọn gần mình thì chỉ cần cái cao hơn thôi. Còn nhìn xa thì có cao đi nữa các bạn không thấy được chỉ riêng độ con dài rất thấp nghe như vậy. Thì LED là thấy chỉ có cho game thôi. Thật ra khi nó thì nó cũng tương tự, nhưng mà nó theo cái mức độ kỳ tiên của cái mô rồi. Ví dụ trong cái một cái gần thì người ta đuối rất là nhiều hơn là cái kỳ tiên, nhưng mà sẽ có một cái cảm nhận biết thì thấy một cái đó thôi. Thì mức độ chi tiết nó rất là có thể là tiết chi tiết đó mình cần phải thêm sinh cạnh cạnh hay gì đó. Còn những cái sang nữa đó về phát đeo thì phát đeo thì người ta chỉ cần cái phối siêu hết thôi, cái hình béo thì người ta sai giống như cái yếu liên tên cái xếp online bên ngoài thôi hay hai mức độ chi tiết các bạn không. Thế là bạn đây, bạn Bình, bạn đang hỏi về LOD, tức là mình hay gọi nó là lock á, là level of detail á, tức là có thể là một cái nhân vật hay là một cái con tăng nào đó, một cái tàu bay nào đó, có thể nó sẽ có nhiều cái cấp độ lớn khác nhau, nhưng mà chỉ là một con tàu đó thôi. Thì đúng chung quy lại là đánh lừa cái thị giác của người xem, không? Cái nào ví dụ như là ở xa hoặc là ở trong một cái môi trường đặc biệt nào đó nó khó nhìn thấy á, thì người ta đâu có lý do gì đâu mà người ta phải để một cái mô hình nhiều lưới. Thì ngay kể cả trong phim của game cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là trong game nó rất áp dụng rất là nhiều, tại vì cái thử thách về tối ưu, cái thử thách về performance ở trong game là cũng quá lớn thì các em biết rồi. Đấy, cho nên nó hay xuất hiện ở trong game lắm. Và ngay cả ví dụ như là cái câu hỏi của Thủy ban nãy á, là một cái model, một cái con nhân vật ở trong cinematic, thấy không? Và một cái ở trong game thì có thể sử dụng chung không? Thực ra đôi khi là nó đang áp dụng LOD ở đây này, level of detail này, hoặc cũng có thể là ở trong trong shop nữa, nó cần có thêm một cái này nữa, đúng không? Cho nên là ở trong game nó có thể nó tồn tại một cái con nhân vật thôi, nhưng mà nó tồn tại có thể tới bốn cái phiên bản khác nhau, đấy không? Phụ thuộc vào từng thời điểm, hoặc là phụ thuộc vào như là ở trong trailer là một version ha, ở trong shop là một version ha, ở trong in game là một version ha, nhưng mà ở trong in game á, cái con nhân vật ở gần và ở xa có thể là hai version khác nhau, đấy không? Hoặc là thêm một cái trung gian nữa, có thể nó sẽ tồn tại tới 4-5 version trong một nhân vật.
nó phục vụ cho cái mục đích đó. Đó là cái nào cần thiết ở trong cái thời điểm nào thì người ta sẽ lựa chọn đó. Đi trong shop chẳng hạn đi thì nó thường cũng sẽ phải cao chút chứ, đúng không? Các em vô shop rồi các em lướt lướt rồi các em xem thử coi là à, có nên mua con nhân vật này không, mua cái skin này không, nó phải đẹp em mới mua. Đưa một cái version mà nó quá là low res thì nó quá là ít lưới và nó quá là nói chung là nó không có đẹp thì em không mua, nó không bán được. Không bán được thì cái game nó không có tiền, đúng không? Còn ở trong in game chẳng hạn đi, bây giờ những cái ở xa đi mà đưa những cái model, những cái nhân vật mà nó có cái cấu trúc, nó có cái số lượng lưới nhiều á, thì nó sẽ làm cái game đó nó lắc, có thể dẫn tới cái tình trạng là crash game luôn, thì cái người chơi họ không có trải nghiệm trọn vẹn được cái game đó thì cũng không kiếm được tiền, được không? Với lại thêm nữa là cái nhu cầu hiển thị ở trong game thì nó lại khác. Giờ trong game nó có rất là nhiều thứ, đâu phải là có một cái nhân vật đâu, đúng không? Có nhiều nhân vật chứ, có vũ khí, có hiệu ứng, có bối cảnh, được các thứ nữa. Thế thì cái người chơi họ đâu có tập trung vào một cái con nhân vật nào đâu. Đấy, mình đang nói về cái nhu cầu á của người chơi á, họ tập trung vào cái gameplay, họ tập trung vào hiệu ứng, họ tập trung vào action, motion các kiểu. Thế thì mình có lý do để tối ưu bớt nó đi, cho nên nó sẽ là một cái version khác tối ưu hơn. Đó là cái câu hỏi của bạn. Bạn bình lock tức là level hobby theo. Nên là cái này thì chắc là những bạn nào mà học qua lớp anh Cường rồi thì các em biết. Những bạn nào mới thì chưa, mình cũng có thêm thông tin. Ok, cảm ơn Bình. Tiếp nào. Nhanh chủ động nào. Cái này trước khi anh chỉ điểm. Mấy ông mà núp là dễ gọi tên lắm. Thang hỏi đi. Đúng chỗ. Gãi đầu, gãi chán nè. Hỏi gì vui vui. Hỏi ví dụ như là lương anh Thanh bao nhiêu. Là cái là vui luôn. Cái đầu. Em ở phía sau à, em ở phía sau em đứng đó nè, cho anh một câu hỏi. Cái tên có thể tôi đó. Mời em. Cảm ơn em, câu hỏi hay dành cho người mới hợp lý nè. Hợp lý. Thế là chuẩn hơn á. Tin văn mình. Tăng tin văn mình mình. Kéo quần. Mà quảng cáo phải tìm cách được. Nói vậy chứ rồi. Hiện tại thì cũng tùy thôi, tùy vào cái yêu cầu công, tùy vào cái nhu cầu công việc mà khách hàng ta yêu cầu. Thì theo như anh thấy á, nó cũng tùy vào cái khả năng của các bạn. Ví dụ như cái CEO đó người ta có làm được cái công việc đó hay không, người ta mới nhận được. Còn yêu cầu thì anh nghĩ là nó yêu cầu chung hết. Theo thấy là yêu cầu chung hết, còn nếu mà mình làm tốt cái đó đó thì mình sẽ có dự án cái mình làm cái đó, hoặc mình làm tốt được thì người ta sẽ tin tưởng và sẽ có nhiều công việc được cái đó hơn. Cái hàng vậy. Còn yêu cầu thì anh cũng không đánh giá cái nào cao hơn hay cái nào thấp hơn. Mình nghĩ là như nhau, mà tại vì em hỏi là gì? Character hả? Cái là TVC. TVC là làm chuyện này. Quảng cáo. Đó là quảng cáo. Thật ra những cái hướng đi của artist thì thường là chúng ta có những cái hướng phổ biến như là environment như là anh Huân nói này, hay là face, tức là mình làm về những cái bề mặt cứng, hay là character làm về nhân vật. Nên có những cái công ty thì họ sẽ chỉ có chia làm hai nhóm thôi, tức là character và phần còn lại. Tức là nếu như ở trong công ty đó em không làm character thì em sẽ làm tất cả những cái thứ còn lại. Nhưng mà nói như vậy thực ra thì ở trong cái nọ nó sẽ có cái kia. Character là vẫn là mặt cứng mà. Ví dụ như làm đồng hồ hoặc là em làm đôi giày nó vẫn là mặt cứng. Hoặc là khi mà anh làm mặt cứng đi, anh làm một cái chiếc xe thì trên đó nó có những cái ghế da, những cái tấm vải thì cũng được tính là gọi là organic trên đấy. Hoặc là anh làm đồ vật đi, nhưng mà ví dụ anh làm những cái tượng như vậy thì nó vẫn tính là nó cũng gần giống như character, nó vẫn ra anatomy, nó vẫn tối nữa. Chỉ có lưới thì người ta không cần quá là tự đặt cái hàng vậy, nên nó vẫn có những cái gì đó dính dáng với nhau. Thì nghĩa là theo yêu cầu các bạn làm tốt cái gì đó thôi. Mình tốt cái đó mình sẽ có nhiều quyền cái đó hơn. Ok, anh bổ sung một chút xíu. Tức là mình đi con đường nào thì mình cũng nên có cái kiến thức của cả hai. Bởi vì nó đều có ở trong đó mà. Nhưng mà ý là cái câu hỏi anh nghĩ là cái mà bạn ấy cũng muốn nghe, đó là tại vì bạn này bạn chưa có vào nghề. Bạn không muốn lựa chọn cái con đường nào mà nó có cái cơ hội nó vào nó sẽ dễ hơn, nó phổ biến hơn.
thì theo như anh thấy là như này nhá, character sẽ ít hơn. Đó, cái này là thực tế. Khi mà anh dắt các bạn đi đi studio tour chẳng hạn đi, thì anh cũng sẽ trao đổi với lại các bên về nhu cầu tuyển dụng của họ, thì anh đều thấy là nhu cầu tuyển dụng về những cái hướng kia nhiều hơn so với character. Hay là kể cả ở trong nhân sự ở trong trong Spark hay là Patek hay là One Universe, những cái công ty về gia công hiện tại, thì rõ ràng team về character nó sẽ ít hơn, ít nhân sự hơn. Nhưng ít nhân sự hơn cũng chưa chắc là cơ hội của các em ở cái hướng kia là nhiều hơn, chưa chắc. Tại đôi khi á, có những cái bạn lại suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, ít hơn thì có thể sẽ cạnh tranh ít hơn. Tức là cái nhu cầu tuyển dụng nhiều, nhiều người đổ xô vào thì cái cạnh tranh nó cũng nhiều hơn, đúng không? Cho nên chưa chắc là mình đi con đường kia là cái cơ hội làm việc của mình lại ít hơn so với người ta đâu nha, hiểu không? Nhưng mà ở đây các em cũng cần phải trả lời cho một cái câu hỏi nữa là em lựa chọn đi con đường đó là tại vì em thích nó thôi thì đã đủ chưa? Tại vì anh thấy có nhiều bạn rất thích đi character nhưng rất tiếc là các bạn không đi được, không đi được tại vì các bạn không đáp ứng được. À, cho nên nó để có thể đi được con đường đó thì các bạn phải đảm bảo là cái em thích thôi chưa đủ, mà cái khả năng, cái năng lực của các em phải đáp ứng được con đường đó. Nên khi mà em không đáp ứng được thì người ta đâu có lý do gì giữ em đâu, đó. Hoặc là cho em giữ vật vờ vậy thôi, đâu có lý do gì để cất nhắc, để giúp em thăng tiến được. Đấy cũng là cái quan trọng để các bạn lựa chọn cái con đường đi. Cho nên anh mới nói nhiều khi mình nên thả lỏng ra một chút, cơ hội đến thì cứ nắm bắt, rồi từ từ mình sẽ dẫn lối mình. Quan điểm của anh là bạn thấy trường hợp của anh trước đây là như thế. Anh làm khá là nhiều dự án, khá là nhiều cái hướng, nhưng mà ban đầu anh không có quá quan tâm tới cái việc là anh sẽ làm gì, công ty cho việc thì mình làm. Giai đoạn của anh là như thế nha. Bạn định hướng công việc bạn theo sở thích của mình, theo skill của mình, theo tiền tài. Như lần này là theo trend. Các bạn có theo trend. Có, anh nghĩ là tất cả những cái đó đều có. Đều có, mình thì phải ảnh hưởng đến trend đó. Mà hồi nữa trường hợp của anh là xưa thì nếu mà anh xác định công việc của anh á, thì anh chỉ xác định nó rộng hơn. Chứ nó không có quá là chỉ tiến vào nhân vật hay là ethics hay là environment, cũng xác định như vậy. Ví dụ như anh xác định anh là sẽ là vẽ vời hay đây và đây đó, chứ anh sẽ không phải là đánh máy tính toán. Hoặc là nó rộng ra hơn thì cái lúc đầu tiên này thì anh vào cái việc này còn hẹp để sẽ làm cái phần nào đó về em, có thể cho anh là chứng minh về 2D, 3D chẳng hạn, làm cái đó thì cái định hướng của anh là cái lúc rộng hơn chứ nó quá chi tiết chậm chậm, tại vì nó sẽ dính với nhau thì các bạn chỉ cần phải biết được cái đó thì mình ví dụ hẹp đi cái này còn em lắm nó là như vậy đó anh. Vì hồi xưa anh học một cái ngành đó là OCDI, dài, nó nghĩa là nó đầy đủ mọi thứ hết, mọi thứ học xíu. Làm web nè, làm logo nè, quay phim chụp hình nè, viết code luôn nè. Và có những cái môn mà nó chả liên quan gì là môn gọi là business, môn thương mại, môn gì đó. Anh rớt trong đó hay là... anh biết là anh sẽ không tính toán, anh sẽ không giỏi về tính toán hay là về tồn hay đó, anh giỏi về cái anh làm tốt nhất là về cái phần là anh sẽ không biết phần đó, thì cái định hướng của anh là như vậy. Rồi công việc mà nó ví dụ cơ hội nó đến với mình á, cái phần nào ok mình ta có thể làm thử, ví dụ là không tập thì mình đổi, các bạn cũng nhìn thời gian có rất nhiều trường hợp đang làm mình bị lừa đảo, nó là không và ba đứa mình video training thành ba đồng mình cuối cùng là bạn không có nắm bắt được thêm sau thời gian đó thì một cái hướng khác và anh em sẽ làm được đây thôi về tiếp viên tự nhiên mình ta làm tiếp tục đó là cái kia nó học nhưng mà ở sau này thì mình còn nhảy qua một cái khác nó học và tự nhiên cái cái công việc mình nó thuộc lợi với các anh đó, cho nên là cái xu hướng ban đầu mình chọn chưa chắc là nó sẽ đi tới với mình sau cùng thời gian nó sẽ trả lời. Thời gian sẽ là cái câu trả lời và rõ ràng anh nghĩ lúc đó các em kỹ năng của các em lên trải nghiệm thì các em đa dạng phong phú hơn thì em sẽ tự trả lời câu hỏi đó.
bây giờ anh nghĩ cái phân tích nó chỉ là cái tính gọi là theo truyền thông hay là đó thôi không? Còn không biết là nó có ai thích nhân vật, thấy các bạn hay chọn nhân vật đó, nhiều các bạn chọn nhân vật, thường các bạn sẽ chọn nhân vật, nhưng mà cái skill của bạn không làm được nhân vật. Tại sao các bạn lại chọn nhân vật? Ở đây các bạn nào thích nhân vật không? Rất là nhiều bạn thích nhân vật đúng không? Có nhiều chứ. Người ta do đó là tại sao các bạn lại thích nhân vật? Tại đây. Nhưng mà không có cái nào làm sao chú ý được cái con nhân vật. Đúng, ok, nói đúng, đúng. Rồi ok, nhưng mà đó thì đó là những cái khu ngầu hả? Không. Thì rất nhiều bạn là chọn cái khu ngầu đổ mắt, đổ ái đồ. Rồi bạn nói, bạn để ý là những cái mà đơn giản thì phi khó làm cái này. Thì cái nào nó cũng có khó riêng của nó hết. Ok, thì biết là tại sao các bạn đúng rồi, lý do đó anh thấy cũng hợp lý, hợp lý. Giờ tự nhiên nó có Minh với lại bé Tiên hai đứa cùng tham gia một cái dự án ra cái ai hỏi. Tiên làm nhân vật còn Minh làm gì? Minh làm cục đá. Rõ ràng là Tiên nó sẽ hài lòng hơn ha. Tiên không nghe. Nhưng mà các bạn đá nên được buộc. Ví dụ bây giờ có hai người thì có một người đi anh hỏi là bạn này có đẹp hay không? Em đâu trả lời được đâu không? Đẹp là sao? Ví dụ bạn này ai đẹp? Còn nếu mà ví dụ nhanh cường ha, anh cường có đẹp không? Hoặc anh ngồi kế đường hỏi là ai đẹp hơn thì người ta cười có ăn xấu hay tầm nào chẳng hạn như vậy đâu mà mọi người sẽ biết đẹp hơn. Cái bạn là một cái mình cũng buồn, nó cũng có cái gì đó, cũng có cái, nó có cái thứ để chúng ta so sánh nghệ thuật trong đó, cho nên là cái gì cũng vậy, nó rất là tiên quật vậy đó. Tôi khi cái cục đá là nó sẽ có cái quan trọng hơn ví dụ trong những ảnh mà mọi người muốn hiểu được hai người đang hôn nhau người ngồi phía sau đá khi tiếp chuyện là người ta biết con kết thì là tiền đáng không? Chúng tôi gì lắm, cái nào là có tiền? Không, đừng sợ lần này. Đó là anh như vậy nè, những con người tất nhiên bọn là gửi đi hay con bọn nha. Nghe em. Tiếp nào? Em mời ra. Dạ là AI lại trong viện phim bong tấm điện ảnh như mình có sử dụng như thế này không cho đi. Ủa, thầy ạ, các bạn hỏi gì vậy? Dạ. Nếu mà có thì cho không, ai cũng là trí tuệ nhân tạo. Ai trả lời? Thái anh trả lời đi ha. Anh trả lời đi. Thực ra thì anh cũng có làm phim. Anh cũng có làm phim YouTube, các bạn đang làm phim YouTube ở trên á. Thì các bạn cũng có sử dụng AI. Tất nhiên bây giờ nếu mà để mà mình trình bày một cái quan điểm là có sử dụng AI không ở trong công việc thì có thể bây giờ mình chia sẻ như vậy thì nó sẽ ra ngoài kia và nó sẽ có nhiều cái góc nhìn, nó cũng đa chiều và có thể nó sẽ có nhiều cái thông tin nó cũng không có hay. Thì anh chia sẻ cái quan điểm cá nhân của anh Cường. Anh có cái áp dụng ở trong dự án là có. Nó theo quan điểm của anh nó chỉ là một cái công cụ, là một cái phương tiện để chúng ta đạt được cái mục đích của mình. Và quan điểm của mọi người về nó như thế nào thì tùy mỗi người. Đôi khi chúng ta rập khuôn nó như vậy rồi cho nên không ai thuyết phục được mình cả. Còn đối với anh á, thực tế là nhé. Ví dụ như là anh làm một cái bộ phim YouTube, phim thiếu nhi chẳng hạn đi ha. Thì anh có cái idea, có cái kịch bản. Anh có cái kịch bản về một cái tuyến nhân vật nào đó chẳng hạn đi. Thì thay vì cái việc như trước đây thì chúng ta sẽ dựa vào những cái gì mà chúng ta đang nghĩ và chúng ta sẽ vẽ ra cái con nhân vật đó, ra cái bối cảnh đó. Tại sao chúng ta không dựa vào những cái câu chữ chúng ta đang nghĩ trong đầu rồi chúng ta sẽ nhập một cái văn bản nào đó và để cho nó thử nó sẽ ra cái gì. Rồi mình sẽ lấy nó và mình xào nấu thành cái thứ của mình. Nó sẽ cho các em nhiều chất liệu lắm nha. Nhiều chất liệu lắm. Tức là vốn dĩ mình còn hạn chế nhiều lắm. Cái trải nghiệm của mình trước đây bao nhiêu năm đó quay lại có thể các em đọc Doraemon, các em đọc ở Dragon Ball hay gì đó. Đó quay cái trải nghiệm đó, nhưng mà khi mà chúng ta được tích hợp thêm, cộng hưởng thêm với công nghệ như thế thì nó sẽ ra nhiều cái hay ho lắm. Và từ đó thì mình sẽ biến nó thành cái thứ của mình. Thì đó là cái mà anh kết hợp AI. Hiểu không? Trong phim thì cũng có thể, bây giờ mà nói thì nó hơi kiểu như là cầm đèn để trước ô tô. Hoặc là tại vì do là bọn anh như bọn anh chẳng hạn thì không có ngồi ở trong đó, không ngồi ở cái khâu đó. Cho nên là nói về những cái dự án phim bom tấn mà ngồi chém, ngồi nói như vậy nó sẽ không hợp lý. Sẽ không hợp lý. Nhưng mà theo quan điểm của anh thì họ sẽ có kết hợp. Hoặc là nếu như các bạn hay lướt TikTok hay xem YouTube gì đó, các bạn hay nghe người ta nói không? ChatGPT, chatbot gì đó ha. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là hay là Midjourney rồi ha. Đó.
AI nó cũng có nhiều nhiều dạng, có nhiều dạng là ở dạng nội dung, dạng văn bản, nhưng mà nó cũng có hình ảnh nữa, hay là Sora rồi ha, không biết các bạn có biết không, tức là nó có thể làm nguyên một cái clip, làm nguyên một cái clip luôn, rất là ok luôn. Thì anh nghĩ là sẽ có chứ, cái đó thì tụi em cũng không thể cản trở cái sự phát triển của nó được, nó là cần thiết. Thì mình sau này mình có đi con đường nào đi chăng nữa thì hãy coi nó như là một cái công cụ, một cái phương tiện, và hãy tự tin lên, tại vì thực ra cái câu hỏi này á là các bạn sợ AI sẽ đúng rồi. Cứ công việc các bạn hả? Hiện tại thì đã đi chưa đâu. Chúng ta nhà biết được sao đó, là xưa rồi là tao có ai nghĩ đó, là lâu đâu có ai nghĩ là chụp cái thời của mình đâu có nghĩ là mình sẽ có cái điện thoại mà mình tưởng tượng như thế này đâu. Cái thời của anh là chưa được làm dễ mà. Hồi xưa là không bao giờ nghĩ được là mình sẽ bấm trên này mà nó rất là buồn chán ngày vậy. Nhưng bây giờ mình có rồi thì ai cũng vậy bây giờ, nhưng mà hiện tại thì ai nó như là nó giống như là giống như chỉ lấy nó để làm cái nền, hoặc là nó chỉ hỗ trợ mình bước đầu, hoặc là nó chỉ biết tool cho mình, bởi tool nó nhiều khi mình cũng phải lấy mình sửa lại tool cho tool đơn giản cho Maya rồi anh tiếng liên quan đang sử dụng hay là cái tool, ví dụ như là sao đặt tên nhanh của cho cái có xả vô cho Maya thì đó, hiện tại là tôi ứng dụng Maya hoặc là sử dụng nó để mà lấy cái tấm hình nhanh nhất để hiện tượng nhanh nhất thôi. Còn lại nếu mình nói full production sử dụng Maya thì hiện tại là anh chưa bên anh chưa anh đi bên anh chưa có làm, nhưng mà trong tương lai thì hiện tại người ta nghiên cứu rồi, các bạn có thấy là người ta làm một cái đoạn phim bằng tờ này đây nhìn thấy rất là mượt thì không biết được luôn. Thì đâu đó trong tương lai nó cũng sẽ có, nhưng mà nó nghĩa là dù gì thì cái vai trò của con người nó bằng đó, nó không bao giờ nó có mất được, nó nghĩa là vậy. Chỉ là cái công cụ tại đây bây giờ thì mình cũng sẽ làm việc thôi, nhưng mình có thể sẽ làm việc theo một cách khác. Đó, nhưng mà mình cũng như anh nói là mình cũng nên tự tin lên một chút xíu, là tại vì khi mà mình đã có cái kiến thức ảo rồi thì mình sử dụng những cái tool đó anh tin là nó sẽ hiệu quả hơn một người không có kiến thức về ảo, hiểu không? Đó. Cho nên là đón nhận thôi các em, đón nhận thôi, nó thay đổi cho nâng cấp thì mình đón nhận thôi chứ không có gì hết. Đặc thù của ngành nghề là như vậy mà. Giống như hồi xưa ha, cái này thì không phải là AI, nhưng hồi xưa mình không nghĩ ra, ban đầu mình vẽ cách chơi thì mình sử dụng Mari và mình vẽ thủ công từ những cái vết chảy xước rồi ha. Hồi xưa mà là Photoshop. Và Photoshop nữa. Đó. Suốt cái dù đêm ra suốt 1.8 nó có những cái đường line đi quê ra xong rồi vẽ lên cho nó. Giống như anh nói là anh sửa xuyên là anh phải nhích. Ví dụ anh bỏ một cái tâm, anh lên vô. Anh phải nhích từng bit series á, để anh coi chỗ nào mà nó không có khớp rồi anh dừng lại. Đó là vậy. Bây giờ thì mình có vẽ đặt với chúng đó. Nó cũng chỉ hỗ trợ cho mình nhanh hơn thôi. Tức là vẽ trên Photoshop các em, như cái tấm texture cái mình vẽ xong mình sẽ tạo ra một cái sự liên kết trực tiếp với lại phần mềm 3D, ví dụ như Maya chẳng hạn đi, thì khi mà em vẽ em chỉnh sửa sau đó thì em sẽ lót nó qua bên Maya và em xem thử xem là cái texture nó hiển thị trên cái model nó như thế nào, nó sai sửa tiếp, và sửa này nó không có trực quan lắm đâu, tại vì một bên là em sửa bằng 2D, một bên là em nhìn 3D. Đó, hồi xưa là như thế. Đó, rồi sau này tiếp cận Mari là được vẽ trực tiếp lên Mari, nhưng vấn đề ở chỗ là nó không có tự động, là mình hoàn toàn quyết định cái chất lượng của nó bằng cách là mình sẽ vẽ thủ công lên trên đó, hiểu không? Nên đâu có ai nghĩ ra, nhưng hồi xưa lúc đó bọn anh chưa có được tiếp cận sắp tần, hay là thậm chí lúc đó cũng chưa biết, như Cường cũng chưa biết đi đu luôn. Cái tự nhiên đợt đã mình nhớ ai ta ăn Nhật chứ, ông Nhật ông vọt đi đu cái ông làm cái ra texture luôn, chảy xước sức mẹ gì đó. Surprise nha, bất ngờ nha. Đó, thấy không? Tức là nó có cái sự thay đổi đó. Rồi lúc đó mình cũng nghĩ, nếu mà ai cũng sẽ nghĩ là chết rồi, bây giờ cái phần mềm nó làm cái chảy xước rồi, nó làm sức mạnh, nó làm texture rồi, thế mình làm gì giờ? Và cuối cùng là ai điều khiển cái đó? Mình điều khiển chứ ai nữa? Thế mình không có thay đổi, mình không có thích nghi nữa. Full ngay từ lúc đó mình rồi. Bây giờ cũng vậy. AI, thực ra AI là do, theo như anh Cường thấy thì những năm gần đấy nó mạnh lên như thế, nó phát triển mạnh lên như vậy, nhưng mà nó đã sinh ra từ lâu rồi. Đó, chúng ta không để ý cho nó thôi. Nó sinh ra từ lâu rồi. Nói gì thì nói, vô trong công ty thì có AI hay không AI thì em cũng sẽ có cái cơ hội làm việc với đội ngũ, làm việc với quy trình, và họ cũng sẽ hỗ trợ cho em, cho nên đừng lo lắng quá. Đó, đó không phải em mới vô mà em làm được việc hết đâu. Mình nhận một chút ghi quá. Cho em hỏi là
trải nghiệm làm việc, kinh nghiệm của anh thì chị biết là có cái tình huống nào mà kinh nghiệm nó đặc biệt, nó làm bị bối rối mà chị ở ngoài sau nhau nhận sai hay là chặt tay không kịp đó. Thế là tuy là mình làm cuối cùng là sai đó, không phải là trong vấn đề kỹ thuật mà mình tiếp kiệm nó phát sinh một cái gì đó mà nó lại ảnh hưởng tới cái công việc của mình. Bên ngoài công việc đó, hay là của công việc luôn, ví dụ như công việc nhiều lắm em. Quên xe gì của quên xe? Quên xe rồi. Quên xe yêu pha quốc quay rồi những cái như vậy hả? Rất là nhiều. Rất là nhiều, đang làm cúp điện cái phần phát ở lên còn gì hết. Hoặc là hồi xưa là cái file Photoshop á, hồi xưa mình làm Photoshop rất nhiều. Sale rồi nha, đang làm giữa chừng đứng máy, mở lại cái file sale cũng không lên, bạn luôn, có chứ, rồi giải quyết nó thì là ở lại trễ làm thôi. Thế lại làm thì cái mặt nhỏ, thì đó nó không có tình cộng lắm. Đối với mình hay là làm những cái mà tập luyện tàu với đậu rồi, tới nhiều thứ, một vài nó tới mấy một cái kết. Thì cái việc mình làm trong một ngày đó mình quên xe file. Nên là cái mặt của nó bị cho nên nó là tốt nhất. Nếu mà có thói quen tạo cái thói quen xe thì có thể cài đặt auto xe cẩn thận một chút xíu là nó sẽ có thời gian mặt lên cẩn thận bắt chút lại thì đó nó là những cái tình huống nó có thể xảy ra, nó về chuyên môn chứ anh cũng đang nghĩ tới những cái tình huống mà có thể nó sẽ xảy ra ngoài chuyên môn nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái sản xuất của mình. Thì đôi khi như bọn em ví dụ như em đang làm mà em có vấn đề về sức khỏe, em có vấn đề về gia đình hoặc là thằng nó bị bồ đá chẳng hạn đi, thì nó cũng ảnh hưởng nha em, nó ảnh hưởng tới tâm lý, nó ảnh hưởng tới tâm sinh lý thể chất của các em rồi nó có làm được việc không, nó cũng có nha. Và tới những cái giai đoạn như vậy, những cái tình huống như vậy thì các em bắt buộc phải vượt qua nó. Hoặc thậm chí đâu các em đang làm và các em nghe những cái xung đột, nghe những cái drama gì đó có chứ, rồi nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý đó. Thế thì mình phải bình tâm lại, mình xác định được là công việc của mình, cái con đường đi của mình, và mình phải lựa chọn những cái thông tin nào đó tích cực để mình đi, phải không? Để mình đi. Còn về thể chất thì cải thiện thể chất đi. Yeah. Còn nó có hơi mệt một tí liệu có làm được không? Thực ra vẫn làm được. Hay lựa chọn cái cách là nghỉ ngơi, phải không? Đó. Hay là bạn gái giận hờn gì đó thì sao? Ồ, phải làm việc lại với bạn gái hả? Hay là sao ta? Hay là thôi lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, tùy em lựa chọn thế thôi. Nó sẽ xảy ra những cái tình huống như vậy chắc chắn luôn. Chắc chắn là nó sẽ có những cái vấn đề mà nó mình không có lường trước được em. Còn cách giải quyết thì là mỗi người khác nhau. Anh vẫn nghĩ là chúng ta nên hướng tới cái mục đích to tát của chính các em. Rồi em lựa chọn cái nào để mà nuôi dưỡng nó. Người biết. Phải anh nói là không đem công việc về nhà. Thường anh cũng không có đem chị về nhà cho cô. Nhưng mà nó rất khó. Rất khó. Công việc thì mình có thể bỏ, nó không liên quan tới cá nhân. Mà tới cá nhân, ví dụ như Thường nói là đá gì đó, chia tay gì đó, bệnh hoạn gì đó, thì khỏe hơn anh là trải qua hết. Bệnh hoạn thì nói chung là công việc, nhà, cửa rồi gì đó, lúc nào xung đột cũng có luôn. Nhiều lắm. Bình thường là hoặc là mình xin nghỉ một vài ngày chẳng hạn vậy. Mình được làm việc những ngày để lao. Hay là mình làm gì đó, sắp xếp công việc mà rất là nhiều người. Rất là nhiều người bị vấn đề công việc nào phải không nhất thiết là cái ngành của mình đâu. Nhưng mà đặc thù ngành của mình nó hơi stress. Thì các bạn stress trong stress thì nó mệt. Nó có những cái lớp học gọi là lý xung đột quản lý những cái ấy của mình luôn á. Thì thường là những công ty như bên Đơn Ai cũng có những cái lớp cho các bạn học để giải quyết những vấn đề và là một cái điều kiện của mạng tự chữa lành truyền chữa lành nào. Tiếp nào các anh em mình còn khoảng cái chừng 4 phút rưỡi nữa để chốt nào, tới đúng giờ hoàng đạo luôn nào. Mời em. Mấy anh có biết cái gì Sonic và người đóng? Bên này có ạ. Rất dạng không có lạc. Đừng có lạc.
Sonic game Sonic thì nổi tiếng là em biết rồi ha, nó cũng giống như là Temple Run kiểu kiểu hai loại không lần cho đó cái game chạy em kìa. Sonic là cái con Titan gì thì cái lúc mà nó tung trailer ra thì khán giả người ta xem trailer người ta đánh giá đó là nó cái thiết kế của Sonic nó xấu. Thì sau đó cái nhà sản xuất phim đó, người ta sau đó một thời gian sau vài tháng người ta làm lại ngoài hình con Sonic luôn. Thì cái trường hợp đó nó có sự là xảy ra là phải sản xuất lại, phải làm cái con đó không, hay là đó chỉ là một cái cách để mà thì không thường xuyên mà nó sẽ như vậy. Tại vì các bạn biết đó, những cái trailer mà tung ra, những cái teaser mà tung ra là thường là người ta chưa hoàn chỉnh cái phim. Thì các bạn nếu mà các bạn soi kỹ những cái trailer nó sẽ có những chi tiết mà phim cuối cùng đó bạn đang lại soi kỹ như thế đó, hoặc là có những cái nó rất là mờ hoặc là chưa hoàn chỉnh. Thì anh không biết là cái phim Sonic tăng, nhưng mà người ta theo truyền thông, theo số đông thì nó cũng tốt, chỉnh theo số đông thì nó cũng không phải cho ta. Đồng ý với em là đó là một cái chiến thuật truyền thông, là có nghĩa là nó đã làm ra hai bản rồi. Một cái bản là nó làm xấu để sau đó khán giả nó sẽ tiếp bác là đẹp lắm, rồi sau đó nhà sản xuất sẽ chỉnh lời theo ý khán giả. Thì khi mà làm thì khán giả sẽ nói là nhà sản xuất nó chịu biết chiều lòng khán giả thì nó sẽ ủng hộ phim, muốn cái phim nó chịu tương tác. Anh cũng không rành về bên marketing lắm, không có thể có thể là cũng đúng, có thể là sai, tại vì thực ra người ta cũng tốn tiền để làm cái đó, thì cũng có thể là cái chiến dịch marketing của người ta, kiểu marketing của người ta cũng có thể, hoặc là cũng có thể là cái người ta lắng nghe khách hàng của thật, thì cái đó. Nhưng mà cái điều tốt là nó là chuyện thay đổi. Còn anh cũng không dám nói là chắc marketing hay sao, tại vì anh không biết cái đó, là anh không biết đâu. Cái chuyện mà làm đi rồi xong sau đó một năm lâu lại thì không lại đó là cái gì, cái lúc mà làm thì cái xu thế nó khác, cái lúc mà ra phim nó thì nó không bị thế cả, cho nên trong cái quá trình đó họ sẽ em có cái phim mà Sonic cho máy với phim Fast Furious thì biết ạ. Lúc mà anh chết á, người ta phải đổi lại hết mọi thứ, thấy không? Đó là gì bên này? Walker. Walker. Walker chết thì người ta sẽ đổi lại kịch bản, đổi ấy luôn. Và người ta làm thêm cái bản CG cho Walker có những cảnh quay trước, những cảnh chưa quay. Rõ thì đó thì anh nghĩ chắc cũng đó sẽ có những cái lúc người ta quảng cáo, nhưng mà cũng có lúc mà thật bị thật như vậy ta sẽ phải làm. Anh còn nhớ có cái một cái phần mà Star Wars mà hai anh em mình có làm, cái phần đó là anh nhớ là mình cũng chưa có chốt final những cái file đó, con robot gì Thanh làm hay sao á, nhưng mà sắp tới cái kỳ hạn mà họ sẽ phải ra trailer rồi đó, thì không biết là cái con ở trong trailer đó có phải là cái con của Thanh làm hay là một cái con nào đó khác là không biết được. Và đôi khi á, người ta ví dụ như là thế, cái này liên quan tới truyền thông của mình cũng không hiểu rõ hết, đôi khi họ cần phải đẩy ra đúng cái thời điểm đó, cần phải quảng bá, cần phải quảng cáo. À, còn cái cách người ta quảng cáo như thế nào thì mỗi bên họ sẽ lựa chọn cái mà người ta cho nó là hợp lý, không? Rồi sau đó cái sản phẩm khi mà nó ra game hoặc nó ra phim thì tất nhiên rồi thì họ sẽ phải có cái sự điều chỉnh. Nếu mà họ dựa vào cái trailer đó hoặc là nó có cái gì đó, nó phát sinh, họ cần nhận ra là cần phải tinh chỉnh ở cái bản ra game hay là ra phim thì họ tinh chỉnh thôi. Anh nghĩ cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái này. Không đấy mình có nhiều bạn để ý đến đó là trong trailer có, cuối cùng phim là có. Hay là lấy một thêm một cái dự án, thêm một cái ví dụ này nữa, không biết là các bạn có thích Avenger không? Các bạn biết Thanos ha? Thanos tính là Thanos xuất hiện từ những cái phần đầu tiên á, cho tới sau này là Infinity với lại Endgame là khác mà, đúng không? Là khác. Thì ở mỗi thời điểm đó có thể là nó sẽ cần phải có cái sự khác biệt nhất định để đáp ứng cho cái thời điểm đó, đúng không? Bây giờ Thanos ở những cái giai đoạn sau này ổng là một cái nhân vật chính, mà lấy cái skin, lấy cái phần ở trước đây thì có thể nó không đáp ứng được cái thị hiếu, cái nhu cầu của người xem ở cái thời điểm này, đấy không? Nó cần thiết thay đổi thì nó vẫn thay đổi, và thực ra khách hàng họ cũng
sẵn sàng đón nhận thôi, chứ trong trường hợp đó họ cũng không phải quay lại bắt bẻ ôi nó sao này mày khác à, anh em sinh đôi hay là thằng hàng xóm không, anh nghĩ không, thế còn tùy ha. Ok chưa, một câu cuối cùng đi còn cho ok mời em trốn sang bên cạnh hả? Em cũng là người mà người dân đeo nó có nhiều điểm đó luôn, so với mấy cái người mà đen ấy thì sau này em cũng như thế thời gian anh nghĩ là vì studio tại địa bàn hoặc tiếp là vì là với một cái quy trình lâu dài như vậy và cái số lượng nhân viên đông như vậy và thấy cái đáp ứng được cái quy trình của khách hàng đó thì khi mà thay thế một phần mềm vô á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nó là tùy vào cái thời điểm kinh tế đó họ có chi tiền để mua license hay không, hay là họ muốn tiết kiệm chi phí sẽ thay đổi họ tiền mặt tươi thì giá thành nghĩ là sẽ có thời điểm như vậy. Nhưng mà tùy studio đó studio mà nhỏ lại thì ta sẽ ứng dụng chắc là tươi mà không. Anh bổ sung thêm một chút xíu thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái thế mạnh của phần mềm hay là cái yêu cầu cái tính chất của dự án. Như vừa rồi các bạn nói là về nhân sự hoặc là về cái môi trường đó, đối với lại những cái công ty, những cái studio tạp ốc, những cái studio mà nó nhỏ thì cái kinh phí vận hành á, cái budget của họ nó không có cao thì có thể họ sẽ lựa chọn những phần mềm free như là Blender hay là những cái phần mềm như là Maya chẳng hạn thì các em phải mua. Đó là cái sự khác biệt lúc đó, thấy không? Rồi còn để đi đường dài chẳng hạn thì có thể người ta sẽ tính toán cái việc là ok cái khả năng của nó đáp ứng cho cái yêu cầu dự án này nè. Ví dụ như là Blender nó có modeling được không? Được. Blender nó có sculpting được không? Được. Đó, nhưng mà nếu mà xét đặc thù từ cái khía cạnh đó thì cái phần modeling nó không bằng Maya được, hay là cái phần sculpting nó không bằng ZBrush được, thấy không? À, thế thì ở có những cái nhà phát hành, có những studio, có những cái môi trường thì họ sẽ có thể họ sẽ có điều kiện về tài chính rồi thì họ sẽ đánh mạnh hơn về cái phần chất lượng thì có thể họ sẽ lựa chọn đúng cái thế mạnh của cái phần mềm này để đáp ứng cái nhu cầu của họ ở cái khâu đó, đúng không? Này chắc còn tùy, nên là tùy. Chúng ta đó là mình cứ lo là bạn học Maya thì mình mốt học Blender thì mình tiêu mình được cái học dạy là giống như là học vẽ cách chính cho một cái chương trình là cái mà các bạn đang học và cái cách mà bạn tìm hiểu tìm tòi chắc các bạn cái ngành này sẽ thay đổi liên tục, chưa chắc là Maya sẽ làm tốt sau này số có sẽ ra cái chương trình gì đó nữa sau đó, cái cách mà cái đó mình chuẩn bị cái đó là các bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý là mình sẽ phải thay đổi, không phải Maya cũng không phải được rồi đó là tốt, nó sẽ có một cái ba từ năm sáu gì đó cái cách mình học cái từ gì học hỏi ăn cái phần người thì nó dễ là không cũng ổn chứ các bạn, quan trọng nhất là các bạn khi các bạn bước ra khỏi ngoài cái dự án thì còn lại cái hàng thôi chứ nó cũng còn. Blender thì nó cũng được cái okay, rất ok là giá cao và cũng rất là dễ tiếp cận và cũng có thể phục vụ cho các em làm được nhiều khâu nhiều bước, thì những bạn mà mới học hoặc là những bạn mà học được phục vụ làm đồ án nó có thứ gì rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà ở trong những cái công ty lớn là thời điểm hiện tại thì những công ty mà chúng ta có thể gọi tên lúc nãy những công ty làm về gia công lớn thì thực ra Blender nó chưa có mạnh, nó cũng có thể có tại đôi khi khách hàng họ cần gia công thì mình làm thôi, nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng mấy phần mềm kia mà đó là một cái thực tế ở thời điểm hiện tại như vậy. Thì khi mà anh Cường trao đổi với lại các bên để tìm kiếm cái cơ hội việc làm cho các bạn học viên thì anh cũng hỏi về những cái điều đó thì họ cũng phản hồi với anh như vậy đó. Thì bây giờ em xác định để rút ngắn thời gian thì em xác định là em sẽ vào môi trường nào đi, nếu mà em muốn vào đúng công ty đó thì em cứ thể có thể hỏi công ty đó là cái nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu về phần mềm của họ là gì thì em lựa chọn lên họ, thấy không? Đó. Thì cái đó là một cách để rút ngắn cái thời gian cho các bạn. Nếu rồi các em vô học các em cũng sẽ nhận ra là nó chỉ là công cụ thôi, thấy không? Sử dụng công cụ như thế nào cho nó hiệu quả nó mới là một câu chuyện, đúng không? Bây giờ chặt một cái cây hay là cưa một cái cây thì có thể các em có xài kéo cũng được, xài dao cũng được, xài cưa cũng được, xài búa, xài rìu cũng được, mà tùy cây chứ, phải không? Tùy cây để lựa chọn cái công cụ để chặt cho nó phù hợp. Bây giờ cần chặt cái cây ớt là lấy cái cưa máy là để làm cái gì, đúng không? Hay là ăn cơm thì ăn bằng gỗ cũng được, ăn bằng muỗng cũng được, đúng không? Lọc có khi nó là ăn bằng vá, bằng môi gì đó chẳng hạn, ví dụ như thế thì cũng được thôi. Đó, nó là còn phụ thuộc vào tùy về thời điểm.
tùy cái loại hình. Rồi ok, chắc có lẽ là anh em mình sẽ chốt ở đây tại vì cái thời lượng nó cũng khá là dài rồi. Nhưng mà có thể sẽ không dừng lại, tức là các em mà nếu mà các em có cái nhu cầu muốn tìm hiểu hay là hỏi han thêm thông tin á, các em có thể liên hệ anh Cường hoặc là có thể lấy thông tin của anh Huân hay là anh Thanh nếu anh cho. Để nếu sau này cần có nhu cầu hỏi han thêm thì cứ hỏi. Ok ha. Thì hôm nay anh em mình sẽ chúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã.